chủ yếu là các cái nợ xấu của các ngân hàng từ trước đến nay là đều là do nợ xấu dựa vì lý do là người ta có cái sự lừa đảo, người ta cố tình ngụy tạo hồ sơ. Nếu mà chúng ta cho vay dựa trên hồ sơ thì có thể là khả năng là bị nợ xấu rất cao. Nhưng nếu mà chúng ta cho vay dựa trên năng lực kinh doanh thật sự của một cái doanh nghiệp mà chúng ta biết được thông qua dữ liệu đấy, thì cái khoản vay đó là rất là an toàn. Đó chính là cái cốt lõi của chuyển đổi số. Chuyển đổi số tức là phải số và dữ liệu, thì chữ số ở đây rất là quan trọng. Hay là trong việc thanh toán thì ví dụ như nó có thể hiện nay thì như theo tôi được biết là cũng rất là nhiều các cái công ty môi giới hoặc chủ đầu tư hiện nay đang sử dụng cái máy quẹt thẻ M-Post của chúng tôi trong cái mảng mà khi mà chúng ta ở các cái sự kiện bán hàng, khách hàng muốn đặt cọc là đưa thẻ quẹt luôn, quẹt luôn là quẹt luôn lập tức, hoặc là có thể quẹt thanh toán trả góp lãi suất 0% trên thẻ tín dụng bằng hình thức thanh toán ngay hoặc thanh toán trả góp. Những cái phần thanh toán này cũng có dễ hiểu. Để trong lĩnh vực SMB thì tôi lại gợi ý là mô hình P2P lending cho các chủ đầu tư nhỏ huy động để thực hiện dự án. Nếu chúng ta biết sử dụng những cái nền tảng P2P lending này tốt thì đó là một công cụ có thể gọi vốn cộng đồng rất là nhanh, thay vì chúng ta phải thực hiện các cái thủ tục phát hành trái phiếu. Ví dụ như phát hành trái phiếu nhưng mà phải bét cũng phải 12, 15, thậm chí 18%, đúng không ạ? Nhưng mà thông qua các cái nền tảng P2P lending, ví dụ như tôi có cái vay mượn.vn, hiện nay nó đang có khoảng 400.000 các cá nhân nhỏ lẻ người ta đăng ký ở trên nền tảng đó, nó sẵn sàng đầu tư, người ta có tiền nhỏ lẻ mỗi người vài chục triệu người ta có thể cho vay, thì 12% hay 15% cũng được, nó cũng sẽ tương đương với trái phiếu. Nhưng mà vấn đề là có thể khả năng huy động số tiền cực lớn của nhiều người mà không phải thủ tục, không phải gọi là giấy tờ gì làm nhằng. Hiện nay ví dụ như là hiện nay chúng tôi có cái app vay mượn của nhà đầu tư, thì chúng ta có một cái nhu cầu của ai đó cần vay, ví dụ là một chủ đầu tư cần vay mấy chục tỷ tung lên, thì nó chia ra thành các khoản nhỏ 10-20 triệu một người, tung cho hàng vạn người. Hàng vạn người đó người ta nhận được một cái notification ở trên cái app, người ta bảo là đây có một công ty người ta muốn vay lần này, người ta bấm vào một cái thì tiền tự động trừ trong tài khoản ngân hàng thông qua các nền tảng thanh toán, tiền tự động trừ trong ngân hàng chuyển cho chủ đầu tư theo cái terms mà chúng ta đã thỏa thuận, là chúng ta đã đưa ra trước, thì đó là một cái hình thức mà tôi nghĩ là khả thi nhất mà chúng ta có thể phối hợp với nhau giữa ngành fintech với ngành bất động sản. Rồi sang lĩnh vực bảo hiểm, phí một lần định kỳ bảo hiểm nhà, bảo hiểm tài sản, thì chắc quý vị cũng biết là cái ngành ngân hàng này có nhiều ngân hàng, có một số ngân hàng đến 40% lợi nhuận đến từ bảo hiểm, bán bảo hiểm. Thì tại sao ngành bất động sản chúng ta không nghĩ đến việc mà chúng ta cũng đi bán bảo hiểm? Bán bảo hiểm nó là thứ rất là sướng, bán được cái mà chúng ta có tiền bỏ túi luôn, mà bỏ nhiều, đúng không ạ? Thì một cái bảo hiểm mà chúng ta đi bán nhà, bán kèm luôn cả bảo hiểm tài sản cháy nổ các kiểu thì không biết là các quý vị đã làm chưa, chắc là làm rồi tôi không biết. Và cuối cùng, crowd management là crowdfunding, tức là đi đầu tư đấy, đúng không ạ? Là đi đầu tư nhóm, đầu tư theo đám đông. Thì bên Sendgroup cũng có làm cái mua chung nhà rồi. Còn ứng dụng quản lý tài chính cá nhân, hiện nay là các chủ nhà, hiện nay chúng ta có cái app, đúng không ạ? Cái app ai cũng để quản lý rồi giao tiếp với ban quản lý, vân vân, thông qua cái app này của mình, rồi thực hiện tất cả các cái dịch vụ nghiệp vụ mà giao tiếp với chủ đầu tư hoàn toàn thông qua app, mà chúng ta không cần phải gửi thông báo, gửi giấy tờ rất là một cách thủ công như trước đây. Đấy thì tiếp ạ, thì sơ qua bấm tiếp đấy.
Thì trên đây là một số sơ qua những cái suy nghĩ của cá nhân tôi về ngành fintech tổng quan về fintech và một số suy nghĩ về khả năng ứng dụng của ngành bất động sản. Chắc là nó sẽ chưa đầy đủ đâu vì là nghĩ mãi chưa ra, nhưng mà rất mong là được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thêm với các quý vị để biết đâu là chúng ta lại có ra một cái deal hợp tác hay đầu tư gì đấy sau buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Phần giới thiệu vô cùng chi tiết của ông Nguyễn Hòa Bình. Kính thưa quý vị thân mến, phần thông tin vừa rồi đã giúp chúng ta hiểu thêm về cái nhìn tổng quát thị trường cũng như khái niệm fintech trong bất động sản, fintech tại Việt Nam. Và ngay sau đây, để có nhìn thực tiễn về ứng dụng fintech trong bất động sản từ góc nhìn về một triển khai, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần trình bày của ông Phan Văn Hương, giám đốc công nghệ tập đoàn Sen Group, một trong những đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư công nghệ để phục vụ các dịch vụ với mong muốn khách hàng được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất trên thị trường. Xin chào, kính mời. Xin chào các chị. Xin phép tự giới thiệu, tôi là Hưng, Phan Văn Hưng là giám đốc công nghệ của tập đoàn Sen Group. Thì hôm nay tôi có mặt đây để chia sẻ cùng với các anh chị một số cái kinh nghiệm cũng như một cái số cái suy nghĩ của chúng tôi về fintech ở trong proptech. Thực ra cái fintech trong proptech rất là mới, nên mọi người cũng có thể thấy là anh Bình làm fintech lâu thế rồi, nhưng mà anh vẫn đến lúc mà chị Ngọc đặt hàng thì anh Bình vẫn được gọi là tìm hiểu xem là fintech trong proptech là như thế nào. Thì hôm nay tôi có một vài cái slide để tóm lược, để giới thiệu, để chia sẻ với những ai mà có thể những anh em làm trong ngành lâu như anh Chính hay là anh Hiệp thì biết, nhưng mà có thể những người khác thì cũng có thể chưa nắm vững lắm. Đây là cái mối liên hệ giữa proptech và fintech. Thì ở đây chúng ta có thể thấy cái fintech là một khối rất lớn. Thế anh Bình nó có thể gọi là master ở trong cái lĩnh vực này rồi. Cái proptech là một cái khối nó cũng lớn không kém. Tài chính và bất động sản thực ra nó hai cái nguồn lực chính ở trong cái nền kinh tế. Ngoài ra thì chúng ta còn có rất nhiều các thứ khác nữa và nó sẽ giao với nhau. Ví dụ như là một nền kinh tế hợp tác và chia sẻ chẳng hạn, hay là một thành phố thông minh, hay là Contech là Construction Technology, tức là công nghệ ở trong xây dựng. Đó. Thế thì những cái này nó sẽ giao nhau, nó sẽ cho ra một số cái. Ví dụ như là proptech giao fintech ở đây thì nó có thể ra ví dụ như cái token. Token là gì? Là những cái mà ví dụ như là tôi ví dụ như là blockchain hả? Mình có thể blockchain, mình khi mà một cái tài sản, cái thông tin được đưa vào trong blockchain thì khi mà giả sử mình thay đổi chủ sở hữu, hay là khi mà sửa chữa, hay là khi mà thay đổi tình trạng, hay là khi giao dịch thì nó sẽ được đưa vào trong các cái token và mình có thể theo dõi, hoặc là mình có thể số hóa, hoặc là mình có thể giao dịch hóa những cái đó, thì đấy cũng là cái ứng dụng. Hoặc là những cái liên quan tới mortgage là những cái tín dụng, những cái cho vay vân vân, thì là nó là phần giao hai cái, hoặc là những cái phần đầu tư hay là insurance chẳng hạn, thì nó đều là những cái khoản giao nhau giữa một bên là property và một bên là financial. Đó. Thì ở đây thì chúng ta có thể cái này có thể giúp cho mọi người hình dung được cái bức tranh chung là proptech nó là cái gì, fintech nó là cái gì và giao nhau thì nó sẽ là cái gì. Ví dụ như là có những cái ví dụ như smart city giao với cả construction với cả proptech thì nó sẽ ra là smart real estate. Tức là đây là gì? Ví dụ như là những cái thành phố thông minh hay là những căn hộ thông minh hay là ví dụ mình áp dụng IoT rất đơn giản là vì trước khi mình về nhà là nó sẽ bật điều hòa 15 phút trước khi mình về nhà nha. Đó, về nhà là mát mẻ rồi, xong sau đấy đến đúng giờ nó bật nước nóng lên vào tắm vân vân. Kiểu thế, hoặc là vào cái là đèn tự động bật sáng vân. Đấy là những cái thời gọi là smart real estate. Hoặc là bây giờ mọi người cho thuê Airbnb nhiều á, thì ví dụ như là nó sẽ cho phép là khách đến nhập cái mã nào thì là cái khóa thông minh nó sẽ mở cửa. Đó, đấy là cái mà liên quan tới smart real estate. Cái contact với cả proptech thì có thể đưa ra cái VR và AR, tức là hiện thực ảo, hiện thực tăng cường. Tức là mình có thể không cần tới nơi mình xem nhưng mình vẫn có cái trải nghiệm giống như là mình đang thăm cái nhà đó. Đó, thì cái đấy nó cũng là cái thú vị và nó sẽ tiết kiệm được thời gian rất nhiều cho những người mà tham gia thị trường bất động sản. Đó, hoặc là đây thì là ví dụ như thôi mà đi hơi xa rồi,
Hôm nay chúng ta bàn về fintech trong proptech thì mời các bạn chuyển sang slide tiếp theo. Thế thì thực ra tôi gọi tắt là refintech, refintech là registered fintech. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy đây là cái số liệu của Deloitte. Và cái mà năm báo cáo họ tức là cái thời gian họ làm thì ở đây là đến khoảng tháng 9 của năm 2017. Thế thì mọi người thấy là gì, là cái mức độ đầu tư vào gọi là fintech ở trong bất động sản, trong proptech nó rất là nó tăng rất là nhanh. Mọi người có thể nhìn thấy đây này, cái chỗ này nó còn dưới 50 triệu. Thì ở đây nó đã tăng lên rất là nhanh. Và đến năm 2016 thì nó đã khoảng 400 triệu đô. Và cái tăng rất là mỗi năm nó tăng gấp mấy lần. Thực ra tôi cũng rất là băn khoăn, tại vì thực ra là khi mà mình làm về công nghệ đó, thì mình thấy là trong những cái là cái đầu tư và những cái mua bán ở trong trong cái ngành công nghệ nó rất là kinh khủng. Mà mình ngạc nhiên là tại sao lại trong proptech nó ít như vậy. Thì mình mới tiến hành cái nghiên cứu. Thì thực ra là chúng ta có thể nói là trong proptech cái ứng dụng về công nghệ nó không nhiều đâu, kể cả cho đến thời điểm bây giờ, nó đi sau ngành khác rất là nhiều. Và thực ra đấy chính là cơ hội, đấy chính là cơ hội của những người mà làm proptech, làm về fintech. Có cái khoảng thị trường mênh mông mà chúng ta có thể làm. Mà bởi vì sao? Bởi vì thực ra tôi đánh giá là cái công nghệ mà ứng dụng được trong bất động sản ấy, thì thực ra là trước đây là nó chưa trưởng thành. Ví dụ như năm khoảng 2010 mọi người có thể nhìn thấy được thanh toán hay là những ứng dụng về tài chính nó rất là nhiều. Nhưng mà những cái công nghệ mà dùng được trong bất động sản thì nó lại không nhiều. Cùng lắm thì nó chỉ là những hệ thống ERP để phục vụ cho các chủ đầu tư hoặc là các cái công ty lớn là quản lý. Nhưng mà những công nghệ khác nó chưa đủ trưởng thành. Tôi lấy ví dụ như VR nó chưa trưởng thành, hoặc là blockchain lúc đấy chưa có chẳng hạn, hoặc là rất là nhiều cái khác nó phải chờ các cái ngành khác nó đủ chín đủ trưởng thành thì nó mới bắt đầu tác động đến. Tôi lấy ví dụ như là cho fintech chẳng hạn, nó cũng fintech cũng như trưởng thành cách đây khoảng 5 năm, đúng không? Mọi người có thể nhìn thấy là cách đây khoảng 5 năm là fintech mới bắt đầu phát triển. Thế thì đến bây giờ nó bắt đầu cái làn sóng mới bắt đầu lan sang đến proptech. Cho nên đây là cái công nghệ rất là lớn mà tôi nghĩ là chúng ta không nên bỏ qua. Bởi nếu chúng ta bỏ qua thì có cái 5 năm nữa chúng ta thất bóng. Hồi đấy mình đã biết như vậy rồi thì không làm thì quá là đáng tiếc. Thế thì một số cái fintech mà tôi có gạch đầu dòng, tôi nghĩ là chúng ta có thể làm được. Có thể là một đơn vị làm, nhưng cũng có thể là các anh em kết hợp với nhau làm, hoặc là các đơn vị cùng phối hợp với nhau. Đó. Thì ở đây là thứ nhất là trong lĩnh vực mua bán nhà. Lĩnh vực mua bán nhà thì cái giá trị giao dịch một năm nó phải lên cỡ khoảng ít nhất là phải vài trăm ngàn tỷ, vài trăm ngàn tỷ cho đến khoảng 1-2 triệu tỷ. Tức là cái kể cả nhà mới và nhà gọi là mua bán lại, cái số tiền này cực kỳ khổng lồ. Cho hiện nay thì là rất là nhiều ngân hàng đã làm việc với chúng tôi để mà làm sao để mà tức là có thể tham gia càng sâu trong quá trình này càng tốt. Tôi lấy ví dụ như bây giờ chỉ cần tất cả những cái giao dịch mà mua bán nhà thông qua một cái ngân hàng nào đấy thì thực ra là cái doanh số, cái giá trị giao dịch của ngân hàng đấy tăng lên rất là kinh khủng. Đó, thì anh Chính cũng có thể có những trải nghiệm của anh ấy rồi, tức là các ngân hàng cứ đến cũng gặp mình làm việc và thôi làm sao bây giờ để kết nối được là cái hệ thống thanh toán khi mà mua bán nhà với công ty để làm sao mà thanh toán của ngân hàng đó. Thì là cái chỗ này nó giá trị nó rất là lớn, thì rất là nhiều việc để làm trong cái phần này. Tôi lấy ví dụ cái rất đơn giản là gì, như giả sử như nếu mà mua bán với chủ đầu tư thì nó sẽ có cái phần liên quan tới bảo lãnh, đúng không, bảo lãnh tiến độ. Nếu chủ đầu tư mà vi phạm tiến độ thì ngân hàng họ sẽ giải quyết là cái người mà mua nhà thì sẽ được đảm bảo như thế nào. Đấy là một cái phần dịch vụ có thể được. Cái thứ hai là gì, là khi mà chúng ta giao dịch ấy, thì có những nhà định nhà mua đi bán lại thì nó sẽ có cái rủi ro gì. Giả sử như là tôi mua nhà của anh Hà chẳng hạn đó, thế thì khi mà tôi chuyển hết tiền cho anh Hà thì anh Hà có làm xong thủ tục cho tôi hay không đó. Thì ở đây nó sẽ phải có những cái bước là gì, là phải có bên thứ ba đứng ra đảm bảo cho cái giao dịch đó. Và cái đảm bảo đó thì nó phải càng thực hiện nó tốt, nó phải có technology đây để làm sao để mà tôi không cần phải chế đến chỗ đó, nhưng mà người ta có thể kiểm tra và khi mà cái giao dịch đó được thực hiện, tôi đã đảm bảo cái người bán người mua đã hoàn thành xong các thủ tục nộp thuế này, rồi công chứng này, rồi là chuyển giao tài sản, thì là cái tự động nó khoản tự đấy nó tự động giải ngân. Ví dụ như vậy thì cái này là giá trị nó cực kỳ lớn. Và tôi nghĩ là thực ra là ngân hàng và
các cái người mà làm bất động sản ấy, thực ra là đang chưa nhìn sâu vào cái này, chỉ cần nhìn sâu vào khai thác lên một cái thị trường, một cái giá trị thì nó khoảng hàng trăm ngàn tỷ cho đến hàng triệu tỷ là bỏ qua là rất là phí đó. Thì thực ra cái này tôi cũng đang làm việc với một số ngân hàng để mà đưa ra. Rồi khi mà một người vay, một người mua nhà người ta vay thì người ta cần có cái sự so sánh cái lãi suất giữa các ngân hàng nào cho vay tốt nhất, đúng không? Thế bây giờ chúng ta chỉ cần có cái app mà so sánh, và khi người ta mua nhà người ta lên đấy người ta so sánh lãi suất của người ta đề nghị ngân hàng nào đấy cho vay đó, thì đấy cũng là một cái mà các bạn có thể thu được cái tiền phí của ngân hàng luôn, bởi vì các bạn đang giới thiệu khách cho ngân hàng mà đó. Thì đây là cái phần mà liên quan tới mua bán nhà. Cái phần thứ hai là phần thanh toán trực tiếp và trực tuyến. Thì là thực ra chúng tôi cũng dùng khá là nhiều cái iPOS của anh Bình, là gì, nó rất là tiện. Nếu mà bình thường cái gọi là cái quẹt thẻ của ngân hàng ấy, nó sẽ phải bằng khoảng nửa cái vở. Thì cái thanh toán trực tuyến của anh Bình, cái iPOS của anh Bình khoảng 3 ngón tay, nó rất là mỏng, nó nhỏ như cái đệm cát, tất nhiên nó dày hơn chút. Và tất nhiên nó phải kết nối thông qua smartphone. Thế thì các bạn sale là rất là tiện, hoặc là khi mở bán là các bạn có thể dùng cái đó và khách hàng luôn có thể thâm nhập cái là thanh toán được luôn. Thì đấy là một cái hình thức thanh toán. Nhưng mà cũng như lúc nãy em mình đã nói rồi, là thực ra fintech hiện nay đang tập trung vào những cái giao dịch nhỏ, ví dụ vài trăm ngàn, một vài triệu đó. Thế thì với giao dịch bất động sản ấy, nó lên đến khoảng hàng ít nhất là chục triệu, hàng chục triệu, đấy là đặt cọc mua nhà thôi. Thế còn nếu mà thanh toán thực sự nó lên hàng tỷ hoặc thậm chí hàng chục tỷ. Thế thì hiện nay chúng tôi đang có cái hướng, chúng tôi thực hiện cái việc là thanh toán đặt cọc mua nhà online rồi. Tức là thanh toán online thì là thực ra cái thanh toán online nó rất là nhiều cái ưu điểm. Cho nên ví dụ như các bạn làm một phòng thủ tục là các bạn có thể giảm bớt được cái kể cả nhân sự cũng như là giảm bớt khối lượng công việc. Bởi vì sao? Bởi vì là thanh toán pháp thì là nó tự động khóa cái bảng hàng lại, tờ khóa thì nó khóa cái hàng lại thì là những người khác sẽ không mua được nữa. Thì nó rất là minh bạch, rất là rõ ràng, và tất cả các cái người môi giới đều có thể tham gia bán một cái sản phẩm cho chủ đầu tư nào đấy đều được. Nó rất minh bạch, rất rõ ràng. Thế nhưng mà nó lại bị vấn đề là gì, và kể cả về sau hạch toán với các thứ, nhưng mà nó bị vấn đề là gì, là phí quá cao. Phí hiện nay là đang áp dụng cho những cái khoản nhỏ nhỏ, thì ví dụ như là phí thanh toán trực tuyến rồi tôi giả sử như là cũng khoảng 1.5%, 2% gì đó. Thế thì với cái khoản 10 triệu là đã mất khoảng 200.000 rồi, mà nếu mà mình đặt cọc 100 triệu thì 2% là mất luôn 2 triệu đồng. Mà bây giờ nếu mà thanh toán tiền nhà qua đấy nữa, khoảng ví dụ như là một căn nhà khoảng 2 tỷ đồng mà cứ mất 2% một giao dịch thì đưa tự nhiên mất là 40 triệu rồi. Thế thì tôi nghĩ là rất may là có anh Hà, anh Chính là những người mà ở trong hệ thống và có rất là có vị trí trong hệ thống ấy. Thì em nghĩ là mình nên có cái làm việc với cả bên ngân hàng, tức là gì, sẽ có những cái khoản ok phí 2% hay là 3% hay 5% cũng không vấn đề gì cả, nhưng có cái mức độ là maximum là bao nhiêu đó. Thực ra em nghĩ là cái này là sẽ khuyến khích cả ngân hàng nữa, cho ngân hàng họ tham gia vào nhiều thì cái dòng tiền chảy qua nhiều họ cũng có lợi hơn. Tức là nào, maximum là ví dụ đầu tư là 200.000 thôi, còn hoặc là 500.000 hay 1 triệu cũng được, không quan trọng. Nhưng mà sau đấy thì vượt trên số đấy thì họ không thu nữa, bởi vì cũng chỉ mất một công xử lý giao dịch mà, đúng không? Thế thì ở đây là nếu mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề này, hoặc là giúp anh Bình giải quyết được vấn đề là phí giao dịch cực kỳ thấp, thì tôi đảm bảo là cái dòng tiền chảy qua rất nhiều, bởi vì chúng ta xem lại đây là ví dụ có thể hạn chế cả triệu tỷ nó chảy qua cái kênh mua bán bất động sản. Khi mà chúng ta giải quyết được vấn đề phí là lập tức chúng ta sẽ đẩy mạnh được cái thanh toán trực tuyến, và nếu mà thanh toán trực tuyến thì rất nhiều sự dịch vụ khác có lẽ là rất là hay đó. Thì đây là cái phần hai cái phần mà fintech có thể tức là fintech ở trong fintech. Tiếp theo cái bài toán tiếp theo là bài toán định giá bất động sản. Cái này cũng rất là lý thú. Ở Mỹ nó có một cái công ty nó gọi là Open Door, thì cái cách của nó là gì, nó định giá một cái nhà cực kỳ chính xác, và sau đấy khi mà bạn muốn bán nhanh cái nhà thì bạn có thể lên bạn bán luôn cho Open Door. Bạn muốn chuyển từ bang Connecticut sang bên Florida vậy, bạn chuyển và bạn lên Open Door, bạn mua nhà ở Florida, sau đấy bạn bảo thôi bây giờ ông Open Door bán luôn cái nhà ở Connecticut đi,
xong rồi tôi chuyển sang kia, xong rồi bức tranh bao nhiêu thì thiếu thì tôi trả, còn không thì tôi thanh toán, ví dụ vậy. Thế thì ở Việt Nam có một cái đặc điểm là gì? Sau vụ bóng đá thì xe máy rất rẻ. Giá nhà thì cũng rẻ, một số nhà. Thế nếu những bạn mà định giá bất động sản đúng ấy, các bạn vừa sau vụ bóng đá bạn ra mua vài căn đúng không? Còn mùa Covid, tôi biết có những cái chị này, trong mùa Covid, có chị đi mua cả dự án luôn. Đó, thì khi mà chúng ta định giá đúng ấy, chúng ta giao dịch rất nhanh. Đó, và sau đấy chúng ta bán lại được. Thế thì hiện nay cái phần định giá này thì chúng tôi đang dùng cái công nghệ thì là Big Data, dữ liệu lớn cộng với AI. Chúng tôi đã có giá và dữ liệu. Dữ liệu là gì? Dữ liệu ở đây là đến ảnh chụp từ căn nhà, hướng của căn nhà đó, tọa độ của căn nhà đó, bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch của căn nhà đó. Là chúng tôi có 2 triệu của dữ liệu của các căn nhà mặt đất ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cộng thêm giá của nó. Đó. Thế thì cái mảng này là cái mảng là tôi nghĩ là cũng rất quan trọng, bởi vì thực ra bây giờ chúng ta mua bán nhà, chúng ta lên ví dụ như là bất động sản.com.vn, chúng ta giao bán nhà hay là alo nhà đất hay vân vân. Thì thực ra cái này thì không phải là nói xấu các cái gọi là các cái listing website đó, nhưng mà cái này là do hành vi của người dùng thôi chứ không phải là do website. Các người bán bất động sản thì họ có rất là nhiều cái chiêu thức để mà làm sao để mà mua được căn nhà hay là bán được căn nhà. Thì chúng tôi phân tích ra thì khoảng trong số 10 cái tin đăng ấy thì phải 9 tin là không chính xác. Và chúng tôi có những cái hệ thống để phân tích từ ngôn ngữ cho đến hành vi cho đến số điện thoại như đây. Thì số lượng chính chủ thực ra rất là ít trong số những cái tin đăng ở trên các website listing như vậy. Thế thì cái giá này nó là cái khoảng rất là mù mờ, giống như trước đây chúng ta đi chợ chúng ta mua một rau hả? Chúng ta hỏi bà rau bảo người ta bảo là 4.000 các mẹ sẽ trả là 3.000 thôi. Không có giá chuẩn, thì khi mà chúng ta vào siêu thị thì có giá chuẩn. Đó. Thì ở đây chúng tôi nghĩ là cần phải tạo ra một cái hệ thống giá để tham chiếu. Và thực ra cái này cũng sẽ tác động tốt cho nhà nước. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà hiện nay như chúng ta nộp thuế thì là chúng ta đang nộp là với cái giá là kê khai với cái bảo đảm giá của nhà nước. Thế nếu như mà thuế có thể áp dụng những cái bảo thương việc tôi tham chiếu ở đây và giá không được thấp hơn 50% giá ở đây thì hạn như thế, thì là chúng ta hoàn toàn có thể, hoặc là chúng ta có thể xây dựng một cái cơ sở dữ liệu chung cho toàn ngành. Thế này là đòi hỏi một cái nỗ lực lớn hơn của ngành. Đó, thì cái phần định giá này đó là một phần rất là hay và nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều khác, từ cho vay rất nhiều cái khác, bảo hiểm cho vay. Tiếp theo là đến việc vay tiền có thế chấp và bất động sản. Đây thì là từ cái định giá này nó sẽ chuyển sang cái chuyện vay tiền thế chấp và bất động sản. Thì làm thế nào để mà xử lý người khoản vay cho nó nhanh? Đây thực ra là fintech ở trong bất động sản đó, và cái thị trường này thì cực kỳ lớn. Các bạn biết rồi, tức là phần lớn cái tín dụng ngân hàng đều là gì, là phải có tài sản thế chấp. Cái tín chấp rất là ít, tín chấp là nó sẽ là cái khoản nhỏ này và nằm ở phần fintech mới. Nhưng mà truyền thống ngân hàng là vay có tài sản thế chấp, và khoảng 95% tài sản thế chấp, thậm chí còn lớn hơn 97% là bất động sản thôi. Bởi vì thực ra nhà xưởng rồi máy móc cũng rất là ít. Đó, thì thực ra cái đấy nó sẽ giải quyết những cái bài toán cực kỳ lớn luôn, mà các bạn chỉ cần 0.1% ở trong cái số đấy là các bạn đã gọi là tỷ phú rồi. Đó, và những cái gọi là tín dụng cầu nối gọi là vision loan. Thì ở đây nó là gì? Tôi lấy ví dụ như là khi mà tôi bán căn nhà và tôi muốn mua căn nhà khác, nhưng mà cái khoảng thời gian nó sẽ bị chênh lệch, tôi phải chờ bán trong cái căn nhà này tôi mua được căn nhà khác chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thế thì ở đây nó sẽ xảy ra cái tình huống là gì? Là tôi bán xong thì tôi ở đâu, đúng không? Nếu mà không thỏa thuận được với cả cái người mua thì bán xong tôi ở đâu? Nếu như mà hoặc là tôi bán xong mà tôi thiếu tiền hoặc thừa tiền thì nó sẽ giải quyết vấn đề gì, đúng không? Làm thế nào để tôi có lợi nhất? Vì thiếu tôi chỉ bán thêm chi phí thôi, hoặc là thừa thì tôi có thể xử lý luôn cái khoản đấy cho vay hay như nào đấy. Thì cái phần là tín dụng cầu nối này nó sẽ giúp giải quyết được vấn đề đấy. Đó, thì đây là cái mà chính là fintech ở trong bất động sản. Tiếp theo đó rồi cái tình huống gọi là thuê mua bất động sản. Bây giờ giả sử có một cái bạn ở nơi khác và họ học tập và sau đấy họ đi làm ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thế thì sau đó họ lấy vợ lấy chồng và họ sẽ mua một căn nhà, nhưng mà họ sẽ không đủ tài chính nếu như mà bố mẹ không giàu.
Thế thì bây giờ xử lý nào? Các bạn sẽ phải đi thuê, đúng không? Đi thuê và cái tiền đó phải trả tiền thuê. Thế nhưng mà nếu bây giờ chúng ta xử lý theo phương án là thuê mua bất động sản thì là gì? Ở đây là gì? Là các bạn có thể theo tình huống là gì? Bạn trả tiền thuê, nhưng mà khi mà đến hết của cái hạn vào đấy thì cái nhà đó thuộc về bạn. Thực ra cái này nếu anh tôi có Phương làm trong tài chính rồi thì anh sẽ biết là cái thuê mua này ở trong cái lĩnh vực sản xuất rất là nhiều, những cái sản giảm máy móc hoặc là các thứ nó ví dụ như là thuê mua là gì, cứ trả phí hàng hạn và đến hết, ví dụ 2 năm hay 3 năm hay 5 năm là cái máy móc đó thuộc về cái nhà máy, còn ngân hàng thì con thôi giữ luôn, nhưng mà trước đấy là tài sản là thuộc về ngân hàng. Ví dụ thế thì đây là nghi thức mà Đà Nẵng phải trả phí thuê nhà đúng không, thì bây giờ trả luôn để mà sau này cái nhà đó thuộc về mình, thì đây là nghi thức mà tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được đó. Nhưng mà cái này chúng tôi chưa làm rất nhiều thứ chúng ta phải làm được, nhưng mà có thể cùng nhau làm. Tiếp theo là chuyện mua chung bất động sản thì công ty Duvex và nhưng mà CEO là cũng là tiên phong ở trong lĩnh vực này. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ như có những tài sản, ví dụ như khoảng một cái căn nhà mặt phố thì đúng không, nó giá khoảng 7 tỷ đi, thế thì và nó cho thuê được khoảng 70 triệu một tháng. Thế thì bây giờ giả sử như là tôi cũng muốn đầu tư nhưng mà tôi không có đủ tiền, tôi chỉ có mỗi tháng tôi chỉ để dành được 5 triệu thôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn đầu tư bất động sản, mà thực ra cái đấy là phần lớn mọi người đều có nhu cầu đấy. Bởi bất động sản nó, ok có những thời gian nó xuống, giá nó xuống nhưng mà về long term mà nó vẫn đi lên. Đó, thế thì bây giờ tôi muốn cất tiền nhưng mà tôi cũng không muốn mua vàng lắm, mà tôi cũng gửi tiết kiệm thì lại quá thấp. Thế thì bây giờ làm nào để tôi đầu tư được? Thì ví dụ như cái rebate của Nhung là sẽ gì? Nó sẽ chia ra. Ví dụ có 1.000 người đầu tư cái đấy, mỗi người chỉ bỏ ví dụ như 70 triệu thôi. Đó, thế thì 70 triệu, thực ra chỉ có 100 người là được đúng không? 100 người thì đã được 7 tỷ rồi. Đó, 70 triệu đó thì họ có thể ví dụ như là mỗi tháng họ bỏ 7 triệu trong vòng 10 tháng. Và cái ví dụ mỗi người bỏ ra vài triệu một tháng thì nhân viên văn phòng tôi nghĩ là rất nhiều người có thể bỏ ra được như vậy. Đấy, nhưng cái này sẽ cần một cái chính sách hướng dẫn thêm của cơ quan nhà nước. Đó. Nhưng nếu mà chúng ta làm được cái này thì là cái việc vốn trong bất động sản nó lưu thông rất là tốt, rồi kể cả chủ đầu tư hoàn toàn có thể làm những kiến thức như này đấy. Và ví dụ như cái căn nhà mặt phố đó khi mà mỗi tháng thu được 70 triệu thì lại có thể là chia ra cái tiền đấy cho mọi người, tất nhiên thì công ty quản lý sẽ thu một cái phần phí nhỏ, nhưng mà đây là những cái hình thức mà rất là nhiều thứ ứng dụng ở trong bất động sản mà chúng ta có thể nên suy nghĩ, chúng ta nên làm, chúng ta nên đi theo cái trend đang đi lên rất là mạnh mẽ để mà chúng ta có thể tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng cũng như là cho chính bản thân chúng ta. Thì về cơ bản là đây là một vài cái ví dụ của tôi về những cái lĩnh vực kinh tế trong bất động sản. Tiếp theo đây. Thì đây chỉ có một cái năm cái kết luận. Thứ nhất là cơ hội về kinh tế trong lĩnh vực bất động sản là rất là nhiều. Nếu mà chúng ta dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu và làm thì là sẽ rất là nhiều cơ hội cho chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta có thể cùng chia sẻ với các hộ, bởi vì tôi nghĩ một người hoặc là một công ty thì nó chỉ mạnh trong một lĩnh vực đấy thôi, nhưng mà nếu mà kết hợp được với nhau thì là sẽ có rất là nhiều thứ chúng ta có thể làm được và rất nhiều thứ lớn lao chúng ta có thể làm được. Cái thứ ba là liên kết giữa các tổ chức, giữa các cơ quan hiệp hội với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với ngân hàng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp vân vân, rất là nhiều thứ để chúng ta hợp tác được với nhau. Cái thứ tư là những người tiên phong thì sẽ dẫn dắt cái cuộc chơi này và sẽ có rất là nhiều lợi ích từ đây. Và cái thứ sáu là những cái hỗ trợ chính sách từ chính quyền, ví dụ như là các cái phí hay khi mà thanh toán chẳng hạn, hay là những cái văn bản hướng dẫn về cái chuyện mua chung bất động sản vân vân. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể là đề đạt ý kiến bên cơ quan chính quyền để mà giải quyết. Thì rất là may ở đây là có nhà ở đây thì anh Hà cũng có thể là cái tiếng nói quan trọng để mà đưa ra những ý kiến này. Tôi xin hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Vâng, xin cảm ơn diễn giả Phan Văn Hưng, giám đốc công nghệ tập đoàn C-Group. Kính thưa quý vị mến, tổng kết những chia sẻ đối phương vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được những người tiên phong như các công ty fintech trên mảng bất động sản là một cơ hội vô cùng lớn. Tuy nhiên cũng gặp phải không ít khó khăn, và buổi hôm nay anh Hưng đã chia sẻ những thông tin vô cùng quý báu này.
để giúp quý vị chuyển những dự án startup dành cho fintech bất động sản, cũng như các chủ đầu tư, nhà đầu tư bất động sản đang mong muốn tìm những đơn vị fintech công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính cho bất động sản. Và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ mang đến cho quý vị những gợi mở cho kế hoạch 2021 của mình. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng được nghe khái niệm chung về fintech cũng như tương lai của fintech. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Hoàng Thụ Nghiệp, giám đốc công nghệ tập đoàn Capital House, là đơn vị có rất nhiều các dự án phát triển về công trình xanh cũng như chuyển đổi số trong ngành bất động sản, sẽ được chia sẻ cùng quý vị. Xin trân trọng kính mời. Capital House thì đến chia sẻ một cái buổi chia sẻ về cái định hướng fintech trong ngành bất động sản thì góc nhìn của chủ đầu tư. Trước hết thì xin phép một vài phút để giới thiệu về tập đoàn CHG. Tập đoàn CHG là cái tên tiếng Việt là công ty đầu tư và thương mại thủ đô. Chúng tôi được thành lập năm 2004. Thế nhưng mà trong cái quá trình phát triển thì chúng tôi đã có cái phát triển gọi là sự mạnh mẽ trong giai đoạn năm 2012 đến 2018 với một loạt các khu nhà xã hội tại Đông Ngạc, Từ Liêm và một vài các cái khu nhà thương mại Ecolai Tây Hồ và Ecolai Tố Hữu. Thế thì trong cái quá trình phát triển của mình thì với định hướng của chủ tịch đó là kiến tạo cuộc sống xanh, đem lại cuộc sống xanh cho những khách hàng của mình, thì chúng tôi cũng đẩy mạnh đầu tư thứ nhất về công nghệ xây dựng, công nghệ vật liệu, làm thế nào để các cái dự án của mình ứng dụng những cái công nghệ vật liệu làm giảm thiểu các cái tiêu hao về năng lượng, tiêu hao về nước trong cuộc sống của cư dân. Và chúng tôi đã đạt được một số các cái chứng chỉ về công trình xanh ở hầu hết tất cả các dự án mà chúng tôi triển khai, và với cam kết của lãnh đạo là chúng tôi sẽ tất cả các dự án triển khai sau này của chúng tôi, dự án nào chúng tôi cũng đi theo cái tiêu chí của phát triển xanh, phát triển bền vững. Thì trong cái giai đoạn phát triển rất là nóng từ năm 2012 đến 2017, 2018 thì có những lúc chúng tôi triển khai 2 đến 3 cái dự án lớn đồng thời tại thủ đô Hà Nội. Thế thì nhu cầu làm thế nào để việc triển khai này được một cách hiệu quả và quản trị hiệu quả, thứ hai là đem lại cái sự minh bạch và thông tin về khách hàng, thứ ba là cắt giảm được cái lãng phí thừa, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được ban lãnh đạo rất là quan tâm và đầu tư. Thế thì để đưa được vào ứng dụng công nghệ thông tin mà sau này chúng ta gọi là cái thuật ngữ chuyển đổi số, thì chúng tôi có cùng ngồi với nhau để đưa ra nhìn lại cái chuỗi giá trị bất động sản. Thế là chuỗi giá trị bất động sản của chúng tôi thì chúng tôi chia thành hai phần. Phần thứ nhất là cái phần của quy trình quản lý dự án đầu tư bất động sản, cái phần thứ hai là cái phần nội bộ. Thì tôi xin bỏ qua phần cái slide này. Thế nhìn vào cái chuỗi giá trị bất động sản thì hầu hết tất cả các công ty chủ đầu tư đều phải trải qua tất cả các bước như sau. Thứ nhất là về phát triển dự án, tìm kiếm và đánh giá cơ hội đầu tư, lập dự án khả thi và đăng ký đầu tư dự án. Tiếp theo đó là sau khi mà nhận được quyết định đầu tư dự án thì sẽ phải chủ đầu tư sẽ phải tính những cái bài toán về tài chính để xây dựng lên cái dự án của mình. Từ đó tiếp theo là các kế hoạch về các bán hàng, kế hoạch marketing, kế hoạch hợp tác với tất cả các cái đại lý về chuỗi phân phối. Phần tiếp theo nữa là việc quản lý về mặt thi công, xây dựng, bàn giao cho khách hàng, và cuối cùng là cái việc mà quản lý và vận hành tài sản sau khi bàn giao cho khách hàng. Cho một số các cái sản thương mại vẫn còn tài sản là tài sản của chủ đầu tư thì chủ đầu tư mới phải tiếp nhận và quản lý và vận hành. Thế thì phân tích trên cái chuỗi giá trị của bất động sản này, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cái khâu như thế này thì nếu mà đem lại được cái hiệu quả thì đó cũng là cái hiệu quả cho cái việc chuyển đổi số. Thế thì đứng về cái khái niệm về fintech, cũng như chúng ta đã biết thì là tài chính thì là cái mạch máu xuyên suốt trong tất cả các cái hoạt động kinh doanh, không chỉ của riêng bất động sản, của doanh nghiệp bất động sản, của các doanh nghiệp khác. Thế thì tại cái bước nào mà có liên quan đến tài chính, liên quan đến tiền, liên quan đến hợp đồng trong cái chuỗi giá trị bất động sản này mà chúng ta áp dụng được công nghệ thì đó chính là cái cơ hội mà để cho
fintech có thể ứng dụng. Thế nên để phân tích một cách sâu hơn về chúng tôi cũng có nhìn lại là thế thì tài chính là thế nào mà ứng dụng, thứ nhất là công nghệ, thứ hai là ứng dụng về công nghệ tài chính trong cái chuỗi giá trị bất động sản này, thì chúng tôi sẽ có đưa ra một loạt cái ma trận tương tác. Đây là chính là ma trận tương tác với trọng tâm của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ có tương tác với cả những cái đối tác, thứ nhất chúng tôi gọi là đối tác bên trong, đối tác bên ngoài. Đối tác bên trong là những cái đối tác mà có cùng chung nghiệp vụ trên một cái chuỗi giá trị của bất động sản, ví dụ như là các cái công ty tổng thầu, công ty quản lý dự án, công ty vận hành quản lý tòa nhà, công ty quản lý cho thuê tài sản. Cái phần bên tay phải đó là cái đối tác bên ngoài, đó là những cái nhà đầu tư có thể đầu tư chung vào cái dự án bất động sản của mình. Thứ hai là đối tác về mặt ngân hàng, các tổ chức tài chính. Thứ ba là các cơ quan nhà nước, ví dụ là cơ quan thuế, chủ đầu tư phải có nghĩa vụ hoàn trả nộp thuế cho nộp thuế về cái dự án của mình. Và tiếp theo đó là các khách hàng của nhà cung cấp. Khách hàng thì gồm có hai loại khách hàng, thứ nhất là khách hàng trước, khách hàng đang là người mua nhà của mình, và thứ hai là khách hàng đã trở thành cư dân, là những người sống trên những cái dự án của mình. Thì phân tích từng cái tương tác giữa chủ đầu tư, trọng tâm là chủ đầu tư với tất cả các cái đối tác xung quanh, và nhìn trên cái chủ đề là tài chính, thì chúng ta sẽ biết được là cả, sẽ định hình được là cái bài toán tài chính ứng dụng công nghệ cái nào có thể ứng dụng được. Tùy theo cái chiến lược của mỗi chủ đầu tư, thứ nhất là có thể là đẩy mạnh cái dịch vụ chăm sóc khách hàng lên trước, hoặc là đẩy mạnh về chất lượng công trình lên trước. Thế thì sẽ có những cái bài toán và những cái định hướng về công nghệ cũng như về công nghệ chính sách khác nhau. Thế thì đứng về phía chúng tôi thì chúng tôi ban lãnh đạo cũng tập trung cũng mong muốn thứ nhất là đem lại được cái chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong quá trình mua bán sản phẩm của mình, chăm sóc khách hàng. Thứ hai là cái việc mà minh bạch thông tin đến toàn bộ tất cả các đơn vị có tham gia trong quá trình tương tác của chúng tôi. Thế thì trong cái việc mà fintech thì chúng tôi cũng mới chỉ là được một phần rất là nhỏ, và cái phần tiếp theo thì chúng tôi cũng chia sẻ được là một số cái định hướng, một số các cái mà tôi có thể mường tượng ra trong tương lai, và một số các cái phần mà chúng tôi đã áp dụng để trong chủ đầu tư để hỗ trợ cái việc chăm sóc khách hàng của mình. Cái trường hợp đầu tiên đó là cái việc mà chúng tôi nghĩ là có thể áp dụng được ngay, đó là sự kết nối trong cái việc mà kết nối tương tác giữa khách hàng, giữa các nhân viên của các hệ thống phân phối và về chủ đầu tư. Thế thì giống như anh Bình và anh Hưng có chia sẻ trước đây, thì thông qua cái việc mà ứng dụng đặt cọc hỗ trợ cho khách hàng thông qua cái kênh thanh toán, khách hàng thì khi họ mua đặt cọc một sản phẩm thì họ có thể một là đưa tiền mặt, hai là họ có thể chuyển khoản qua internet banking qua mcode của chủ anh Bình, và cái thứ ba là trong trường hợp là họ cũng chưa đủ điều kiện tài chính thì chính những cái ứng dụng mà app đang có sẵn của chủ đầu tư hoặc đang có sẵn của bên các sàn giao dịch hoàn toàn có thể mở cái cổng của cổng giao dịch chỉ kết nối trực tiếp với bên các đối tác thứ ba là những đối tác về tài chính, ví dụ như cho vay để có thể giải ngân một cái khoản 10-20 triệu rất là nhanh trong hỗ trợ và việc đặt cọc của khách hàng. Cái phần tiếp theo thứ hai đó là trong cái việc mua sản phẩm bất động sản thì khách hàng thường có thanh toán theo các phương cách, thứ nhất là khách hàng có tiền có đầy đủ khả năng tài chính để có thể thanh toán được 95% cái giá trị căn hộ hoặc là giá trị sản phẩm bất động sản. Cái thứ hai là khách hàng sẽ thanh toán 30% và 70% còn lại là do ngân hàng sẽ giải ngân theo tiến độ thanh toán. Cái trường hợp thứ ba là khách hàng mua để chờ cơ hội đầu tư, tức là họ chỉ có thể khả năng tài chính được khoảng 30-40% của giá trị của sản phẩm bất động sản thôi. Còn cái thời gian thường lại thì họ sẽ chờ đợi, họ sẽ chờ là khi mà họ tăng giá họ bán. Nhưng mà đến cái thời điểm mà đến cái tiến độ thanh toán của chủ đầu tư thông báo, họ chưa có thể thanh toán được ngay. Thế thì trên cái ứng dụng về app của loại app này là của chủ đầu tư cung cấp cho khách hàng ấy, thì hoàn toàn có thể kết nối đến tất cả các cái tổ chức tài chính bao gồm là ngân hàng và các công ty tài chính hỗ trợ offer những cái gói lãi suất cho vay tại trên cái ứng dụng này của mình. Khi mà khách hàng có thể ấn cho đề nghị vay thì hiện hiện ra 5 hoặc 6 của các cái offer từ các ngân hàng về lãi suất cho vay là như thế nào,
rồi thời hạn thanh toán là như thế nào. Và tất nhiên là khi để thực hiện cái việc vay đấy thì đều phải có một cái thỏa thuận của ông chủ đầu tư với tất cả các cái đối tác cho vay. Nếu như trong trường hợp khách hàng không trả nợ thì chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cái bên cho vay bằng cách như nào, ví dụ như xiết nợ, tức là thu hồi lại tài sản. Thế thì cái ứng dụng như thế này thì tôi nghĩ là hoàn toàn là có thể hỗ trợ cho khách hàng và phát triển từ chủ đầu tư là hoạt động rất là hiệu quả. Thế là bây giờ bên chúng tôi đã có một cái app như thế này rồi, chúng tôi chỉ mở một cái cổng ra bên ngoài kết nối với ngân hàng, hoàn toàn có thể enable lên một cái tính năng như thế này. Cái phần thứ ba mà từ phía chủ đầu tư thì chúng tôi nghĩ là có thể làm được, đó là sau khi khách hàng trở thành cư dân của mình ấy, thì khách hàng sẽ có một cái ứng dụng là ứng dụng quản lý và vận hành tòa nhà cũng như là quản lý cư dân sống trong cái dự án của mình. Thế thì tất cả những cái nào mà có liên quan đến nhu cầu về sinh hoạt hàng ngày của cư dân thì đều có thể thông qua được cái app. Thực ra cái app này bây giờ rất nhiều chủ đầu tư dùng, và tôi nghĩ là bây giờ ở Vin có lẽ là Vin là một cái app mà là có đầy đủ các hệ sinh thái, bao gồm cả bệnh viện, siêu thị, trường học, vân vân, và nghỉ dưỡng, và họ có sẵn một cái hệ sinh thái như vậy thì họ có thể là rất nhiều các bài toán tài chính trên cái nền tảng của họ. Trong cái bài toán đối với tôi nhìn thì cái bài toán mà thanh toán phí hoặc là thanh toán các phí dịch vụ, các tiện ích như thế này thì nó cũng là bài toán cũng phổ thông, cũng không phải là mới. Nhưng mà với cái sự phát triển của ngân hàng số thì tôi cũng hình dung là có thể đến một ngày nào đó một cái cô lễ tân ấy, có thể là thay thế cho một cái làm việc thay thế cho một bạn đại lý của ngân hàng, tức là cô lễ tân ấy có thể là thu nhận tiền gửi tiết kiệm của cái cư dân sinh sống, hoặc là cô lễ tân ấy có thể là cho vay ngược lại với cả khách hàng sống tại khu vực của mình. Vì thứ nhất là tất cả các thông tin về khách hàng cô lễ tân ấy trên hệ thống của cô ấy đều có, và việc nếu như hệ thống đó có kết nối với tất cả các hệ thống khác mà Great Scoring có thể biết đó khách hàng của mình là ai, nhu cầu thực sự về tài chính của khách hàng là gì, thì cái việc mà hỗ trợ cho vay trở nên rất là đơn giản. Theo tôi được biết thì ví dụ là cái Alibaba là một cái tập đoàn rất là lớn của Trung Quốc, họ có một cái ngân hàng không chi nhánh, tức là tất cả mọi thứ cho vay và cho vay và giải ngân đều trên hệ thống. Mình thì có thể để đạt cái bước đấy rất là xa xôi, cái việc mà một cô lễ tân thay thế cho các cái nghiệp vụ của các cái nhân viên ngân hàng hoàn toàn có thể, tôi nghĩ trong khoảng 2-3 năm tới khi mà gọi là các chính sách cũng như là pháp luật về ngân hàng rõ ràng về dịch vụ của vay thì cái việc đấy hoàn toàn có thể triển khai được. Cái cuối cùng mà tôi cũng muốn chia sẻ đứng trên góc nhìn của chủ đầu tư thì cái khái niệm về supply chain finance này thì cũng là một khái niệm không hề mới, nhưng mà có thể ứng dụng trong bất động sản. Ví dụ là một ông chủ đầu tư thì ông sẽ có rất là rất nhiều các nhà cung cấp cho cái dự án của mình, nhà cung cấp về nội thất, cung cấp về điện, cung cấp về xi măng, và thông thường thì các chủ đầu tư thì thường chưa chắc là thanh toán đúng hạn cho các nhà cung cấp của mình. Thế thì các nhà cung cấp thì nhiều khi là chờ đợi đến thời hạn để nhận được tiền, hoặc là có những nhà cung cấp họ có mong muốn là họ có nhu cầu là nhận được cái khoản tiền sớm để họ có thể quay vòng vốn. Thế thì sẽ có một cái như là cái trung gian ở giữa, platform trung gian ở giữa. Thứ nhất là nhận được cái yêu cầu từ các nhà cung cấp, chúng tôi là đang có một cái khoản nợ, đúng với cả đang có một cái khoản cần phải thanh toán của chủ đầu tư như thế này, chúng tôi muốn nhận được một cái khoản tiền với một cái lãi suất nào đó trước thời hạn một tháng, 2 tháng, vân vân. Và chúng tôi và cái bên trung gian tài chính này sẽ là đứng ra cung cấp tiền cho nhà cung cấp và sẽ có trách nhiệm là thu lại khoản trả của chủ đầu tư khi mà đến hạn cung cấp. Thế cái bài toán này thì nó cũng chính là cái như là cái bài toán về peer to peer lending mà anh mình đã chia sẻ. Thế là cái peer to peer lending nó cũng rất là tốt. Nó tốt ở chỗ là nó tạo cho cái người có nhu cầu vốn mà có thể giải ngân một cách nhanh chóng, ít các thủ tục rườm rà. Nhưng mà nó đâu đó nó cũng sẽ có những cái rủi ro, tức là cái mình chưa biết rõ được là cái mục đích của cái người vay của mình là gì. Nhưng mà thông qua những cái hệ thống
hệ thống giữa kết nối giữa chủ đầu tư và nhà cung cấp, thì cái đơn vị cho vay họ hoàn toàn cũng biết được là đúng là nhà cung cấp này người ta có một khoản phải thu đối với các chủ đầu tư, và họ cần phải có các cái nhu cầu thu hồi lại tiền để thanh trả cho các cái phần của mình, thì nó cũng giảm thiểu rủi ro trong cái cho các nhà cung cấp, và thứ hai là cũng hỗ trợ được các chủ đầu tư trong trường hợp mà họ cũng chưa thể có tiền sớm từ khách hàng. Thế thì vừa qua thì tôi cũng chia sẻ một số các cái ứng dụng mà có thể mường tượng là fintech ứng dụng trong bất động sản. Thế thì khi mà để ứng dụng này thì nó cũng sẽ có một số các trở ngại. Thứ nhất là phải trở ngại về pháp lý, cái việc mà huy động vốn hoặc là việc cho vay thì cần phải có chủ đầu tư cũng như là phải hiểu rất rõ về pháp luật, cũng như là có sự hỗ trợ từ ngân hàng hoặc là từ các định chế tài chính. Thứ hai là về mặt công nghệ thì fintech, các công ty fintech là các công ty công nghệ của họ đã phát triển rất là mạnh và thay đổi công nghệ thì thay đổi hàng ngày. Thế còn đứng về phía chủ đầu tư thì ứng dụng được công nghệ thông tin họ cũng chưa được mạnh, huống hồ là còn đến chuyện fintech. Thế thì để mà hai ông, tức là ông chủ đầu tư cũng như là ông fintech bắt tay được với nhau, ngồi được với nhau, thì thứ nhất là chúng ta phải có một cái sức đồng tốc, tức là chủ đầu tư thì cả tổ cái hoạt nội bộ của mình, các hệ thống core, hệ thống lõi của mình để có thể cắm vừa vào với cả các cái ông fintech. Thứ hai là đứng ngược lại với ông fintech, thì ông fintech cũng phải cùng ngồi với ông chủ đầu tư và giới thiệu về những cái mặt công nghệ, thì ông chủ đầu tư biết vào về mặt nghiệp vụ, nhưng mà hai ông thì mới có thể kết hợp với nhau và có thể ngay mình nói là có thể đưa ra được cái deal nào đấy để đánh giá được cái sự hiệu quả. Thì tôi xin hết cái buổi chia sẻ của mình hôm nay, một lần nữa rất là xin cảm ơn ban tổ chức cái buổi hội thảo này, để đứng từ phía chủ đầu tư có thể chia sẻ được những cái góc nhìn về ứng dụng fintech, thứ hai là cũng được nghe sự chia sẻ của các cái đơn vị khác như là đơn vị của bên mình là một công ty công nghệ về fintech, cũng là một chỗ anh Hưng là một cái đơn vị, tức là cũng trong nằm trong cái chuỗi bất động sản, nhưng họ đã có một cái sản phẩm rất là tập trung, và sản phẩm này nó cũng là một cái mà chúng tôi có thể là những người chúng tôi có thể hợp tác cùng trong cái việc là phát triển bất động sản cũng như phát triển doanh nghiệp của mình. Thì mình xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của ông Hoàng Phụng Hiệp, giám đốc công nghệ tập đoàn Capital House, một tiếng nói đại diện cho chủ đầu tư. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta tin chắc rằng qua những bài talk vừa rồi thì quý vị đã có một cái nhìn tổng quan hơn về bức tranh fintech trong bất động sản tại Việt Nam. Vậy liệu fintech trên thị trường thế giới thì đang diễn ra như thế nào? Quý vị thân mến, các đơn vị Singapore thì là đơn vị đang phát triển fintech hàng đầu tại Đông Nam Á, và chúng ta rất vui mừng khi ban tổ chức đã mời được chuyên gia là Mr. Nelson Lord sẽ chia sẻ về vấn đề fintech trong bất động sản trên thế giới. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 cho đến hiện giờ Singapore vẫn đang hạn chế di chuyển. Vì vậy, trong khuôn khổ buổi tọa đàm ngày hôm nay, Mr. Nelson Lord sẽ có một mục tiêu tới ban tổ chức. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. By way of background, I did a PhD in Institutional Sciences, MCFA Charter Holder, and did my undergraduate in academic. I'm Nelson from Property Quants. Thanks so much for inviting me to speak today. By way of background, I did a PhD in Decision Sciences, I'm a CFA Charter Holder, and did my undergraduate in Economics and Mathematics Statistics. I started my career in hedge funds and was in sovereign wealth funds and high frequency trading, and always building. Hi, I'm Nelson from Property Quants. Thanks so much for inviting me to speak today. By way of background, I did a PhD in Decision Sciences, I'm a CFA Charter Holder, and did my undergraduate in Economics and Mathematics Statistics. I started my career in hedge funds
And was it sovereign wealth funds and high frequency trading and always building quantitative investment models? Now, I was also investing in real estate in several different cities and spotted the opportunity to bring these data science methods into real estate and started Property Quants about 2.5 years ago to do this. I want to talk today about PropTech. So these are any kinds of technological or digital innovations for the real estate industry. Now, some of these innovations will also be in the fintech space, and that's where we'll focus today. PropTech is a very big growth area. We can see funding for PropTech companies has increased more than 150 times from 2011 to 2019. If we think about why, well, real estate is actually a new concept. And if we fast forward to today, 1/3 of all assets in the capital market are if we think about the stock market, 63% of all shares are done by computers. Now, as for real estate, we can see 80% that can be larger than the real estate market. And that's hardly anything in terms of people managing us in the market area. That's a really big opportunity. This has not gone on this. There are a lot of accelerators and investors in the project space. Some that we can look at, you know, called Texas out in Canada, OAE, Malaysia, of course, out of Singapore, and then there's a lab in China, and the real tech in Australia, and a number of other accelerators as well. One of the first sort of opportunities is if you think about finance, it's relatively easy to get data for the public markets. You just look at Bloomberg, or Reuters, or some equivalent, and you can just get all the data you want. That isn't the case in real estate, and there is a big business here for our data. Some of the key players, you know, some of the incumbents, would be CoStar, RCA, Column, but some of the stuff you watch would be like Cherry. So Cherry promises to organize data the same way that high frequency traders would use it, and that's the business in the past year of people's data as well. You know, closer to home, we can see My Property Data in Malaysia offering some of these transaction data from Malaysia and was recently acquired by another group. Now, another opportunity space that is in sort of fintech for real estate is fractional investing or crowdfunding, where people can buy and get exposure into real estate, and not just be able to be development projects, it could be commercial real estate, and it could be deal by deal if you choose which deal to get into, for a very small amount, sometimes as small as 50 euros if we look at the case of the houses in Spain. Now, at home, we have some companies, Shareable Asset, Interest Invest X, operating out of Southeast Asia, and then we have also data operating out of Vietnam, which is a big and in the UK, there's British Pearl, and a couple of companies in the US, such as Real Estate Mobile Cross. Some of these companies also rely on sort of, you know, cryptocurrencies to divide these assets and tokenize them, and that's another area of innovation as well. Now, in real estate, it's not always clear what an asset should sell for. They don't trade every day, and every property can be different. So, important piece of technology is often made of innovation, using statistical methods to determine what a fair market value for property should be. Some of the players in Singapore are the Gozman, SRX, and AgeTop. You know, Hong Kong is CHFT advisor. So the idea is to give property characteristics and metrics, what should the fair market value be? Now, if we look at the US, there are a couple of different players, Australia is one, and if we look at Zillow, which is a big listing website, they provide an estimate of the price for the listing. This comes to another business line, which is instant buyers. So Zillow also enables the homeowner to get instant liquidity by getting the home details, getting a price quote, and immediately being able to sell at that price. A couple of other players in this space, so Open Door, again, same thing, you can immediately sell your house, and they actually have a statistical valuation model to determine the right price for this. And you know, this is also spreading in some business models where it's not that directly that you can sell your house, but that they will loan you the money for the purchase and so on. And that's again based on automated valuation. Some of the players in the space are not, you know, and property and so on. Another area that's of interest is sort of rent to own or financing for homes. So a couple of players including DB will allow you to essentially create some kind of financing for your home purchase. Zero down fly homes and other kinds of financing schemes where you sort of pick the home that you want and then you create some financing based on valuation, as well as the
you look at, for example, in Singapore, there's a company called Rentio. What you can do is essentially make your rental payment using a credit card and earn miles. And so that is, you know, a very good consumer experience and an example of, you know, sort of fintech in the payment space. Now, there are also other players that provide the ability to make payments for not just rent, but other things, but also the equivalent, such as car payments. Then we have a quantitative real estate. So as I mentioned, you know, the goal being to replicate the same way that we have in finance, right? Hedge funds, right? Which some of which are using really quantitative return methods to invest. Skyline AI is one of these companies, which looks at a wide range of data to actually pick investments that are not perform. And if you look at the news, they've done some deals in the US based on these methodologies. Squire out in the UK was doing this for student housing. And then there are also sort of tech-enabled brokerages such as Entero in the US and then Levis in Japan, which also use some of these analysis techniques to help pick the correct investments essentially. PropertyQuant is also looking towards this in the future. Megalytics provides some analytics around hand, so if you think about from an investment viewpoint, you know, how do I sort of manage my sort of rental properties? This can be a useful space to be. Now, if you want to learn more about the potential for property technology, data science and real estate, and some of the other techniques, PropertyQuant does run the seminar. So you can come to our webpage, propertyquant.com/seminar, to find out about the latest seminar, which will be every now and then. And we also offer training in specifically how you can apply data science into real estate. This is an 11-week master's level course, and you can find out more at propertyquant.com/training. So I hope this has been informative. If you'd like to find out more and connect with me, please do send me an email at nelson@propertyquant.com, and I look forward to hearing from you. Thank you very much. Vâng, xin cảm ơn cho trình bày của Mr. Mishra. Quý vị thấy chúng ta có được tất cả các gì và đơn vị khác nhau. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phần thắc mắc từ chuyên gia phân tích Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu ông Tuấn Hà, đồng chủ tịch câu lạc bộ bất động sản công nghệ phân tích Việt Nam, sẽ lên chia sẻ về phân tích trong bất động sản, cơ hội và thách thức. Thì bất động sản nó áp dụng công nghệ thì tức là cái phần
Chính là ông giám đốc công nghệ không phải cho công nghệ chỉ quyết định được 5%, ông chủ quyết định cho 100 người, còn ông COVID quyết định 8%. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng là bây giờ Vivo cũng phải mò đi tiếp tương lai, ông xe này cũng có thể có xe thôi, cũng phải mò đi có các ứng dụng khác, cũng phải thay đổi nhu cầu, thì rõ ràng là bộ nhà ở rất là quan trọng. Tiếp tục cái cách siêu áp này mình nói rất là quan trọng. Về sau tôi nói về cách siêu áp, tôi tóm lại thế này, cách siêu áp ấy về sau nó sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, tức là có hại giống như là các phút hay là các áp phút phút áp thì nó cũng chiếm 3 hàng tồn tại, gọi xe cũng có 2 hàng tồn tại, phút nhà cửa thì còn 1-2 hàng tồn tại, rồi thì là vé bay cũng 1-2 hàng tồn tại, rồi thì là các cái ngành gì thì về sau chỉ có 1-2 hàng tồn tại, cho nên là có hại là kể cả bất động sản cũng chỉ có 1-2 hàng tồn tại, chứ không có nhiều đâu. Và kinh tế như vậy, và hay là cái bất động sản vậy, con kinh tế vậy tiếp theo thì mục tiêu của kinh tế bất động sản có một câu nói là công nghệ chỉ là công cụ tối ưu hóa được chúng ta.
dùng thế nào. Đấy chính là bí quyết của nó, câu nói như này. Thì để kết thúc thì tôi kể một câu chuyện thực tế bên đây mà tôi đã cùng người em của tôi làm ở bên London và bên Mỹ, để chúng ta thấy rằng là cái ứng dụng thế giới nó đi xa như nào. Thì tôi rất may mắn, tôi có một đứa em nó có người chồng là quốc tịch nước ngoài, và bạn này thì bạn ấy đã là cái người chuyên gia đầu tư bất động sản khắp toàn cầu, không phải đầu tư Việt Nam. Nước nào gần như là các châu Âu, châu Mỹ, bạn đều có không phải là bất động sản. Hiện nay bạn có hơn 600 cái bất động sản trên khắp toàn cầu. Thì bạn ấy kể câu chuyện về tin tức về bất động sản thế giới như thế nào. Chúng ta thấy rằng là câu chuyện này nói xong thì 3 năm nữa có thể Việt Nam có thể là cũng đang đi tìm. Đầu tiên ở ngoài cái hành vi của cái mua nhà ở ngoài hầu hết là phải có, hầu hết là phải có tất cả mọi người, chứ không như Việt Nam là hầu hết là vay Group. Và xin trân trọng kính mời ông Tuấn Hà, CEO Vinalink,
Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Hoàng Trọng Nghiệp, giám đốc công nghệ tập đoàn Capital House. Và xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để cùng tham gia chủ đề vô cùng thú vị ngày hôm nay. Xin mời. Với một chủ đề cực kỳ khó, chủ đề thực sự hôm nay khi mà chúng tôi nghiên cứu ở trong ban Realtech là nghiên cứu thì có băn khoăn bởi vì không biết là các anh các chị có ai quan tâm không. Bởi vì khi mà chúng tôi đi qua hai cái buổi hội thảo, một buổi thứ nhất là dành cho giới đầu tư bất động sản, vừa mới rồi là do leader báo tạp chí người dẫn đầu họ làm, thì phần lớn là hỏi thì mọi người sẽ có hai cái trạng thái. Trạng thái thứ nhất ạ, là từ chối trả lời bởi vì anh không chắc về vấn đề này, về phương cách ạ. Trạng thái thứ hai là có biết, có nghe qua nhưng không biết nó như thế nào và vận dụng ra sao. Và sau đấy thì chúng tôi đến với TechFest. Các anh các chị cũng biết TechFest đúng không ạ? Thì buổi ngày hôm nay thì chắc là sẽ có nhiều anh chị em ở bên bất động sản hơn anh Bình ạ. Thì với TechFest thì có hỏi khá nhiều. Anh các chị có thể xem cái đoạn biên tập viên, các bạn biên tập viên có trao đổi ạ. Thì có hỏi khá nhiều. Thì có một điều rất là lạc nhiên ạ, là trừ blockchain, còn lại tất cả những công ty đang tham gia vào TechFest đều không có ngành fintech cho bất động sản. Chúng tôi rất lạc nhiên bởi vì sao ạ? Tôi cũng trao đổi với anh Bình, anh Bình khi mà anh Bình có trao đổi là Ngọc ơi, anh thấy là bây giờ đây là tiền nhỏ, fintech thì bên anh toàn là tiền nhỏ dưới 100 triệu. Bây giờ bất động sản toàn 100 tỷ, 100 một hàng ngàn tỷ. Thì anh tính như thế nào, giải quyết kiểu gì? Thì tôi có trao đổi với anh là anh ơi, trong khi mà chưa có cái gì thì đâu đấy là sẽ là cơ hội của tất cả chúng ta. Và tôi cũng có trao đổi với anh mình là anh ơi, anh không tới, mấy anh em công nghệ ngồi với nhau, không để các công ty nước ngoài họ tham gia vào thị trường Việt Nam, không để đến 70% tất cả các công ty fintech, họ đang là 70% các công ty fintech đều có vốn nước ngoài. Và tất cả chúng ta ngồi ở đây ạ, có rất nhiều anh các chị đang đều biết là gì ạ, cái data nó quan trọng vô cùng trong tất cả mọi mặt lĩnh vực kinh doanh của cuộc sống, và đặc biệt với bất động sản. Bất động sản chúng ta data vô cùng nhiễu loạn, các chị làm bất động sản đều có thể biết được điều đấy đúng không ạ? Vì vậy mà ngày hôm nay, buổi ngày hôm nay khi nhìn thấy các anh chị có quan tâm như vậy, chúng tôi cũng khá là cảm thấy là vui, happy vì tất cả chúng ta đã đều có quan tâm đến vấn đề tài chính trong bất động sản. Tôi rất ngạc nhiên bởi vì khi mà tôi hỏi nhiều người thì lại trao đổi là cái đấy là cái gì nhỉ? Trong khi đấy tài chính chính là mạch máu của doanh nghiệp, và tài chính, quản trị tài chính cho chủ đầu tư là một trong ba phần quan trọng nhất của mảng doanh nghiệp bất động sản. Có ba mảng, một là tài chính, thứ hai là pháp lý, thứ ba là kinh doanh. Với kinh nghiệm tôi đã tư vấn rất nhiều các chủ đầu tư, ba mảng đấy chính là ba mảng nhất của một ông chủ đầu tư cần có, và ba mảng đấy cũng là ba mảng lớn nhất của một nhà đầu tư các chị cần phải có. Nếu như mà kinh doanh thì nó sẽ là tính thanh khoản đối với nhà đầu tư. Dạ đấy ạ. Và vì vậy ngày hôm nay thì rất là vui bởi vì ở đây không chỉ có CTO, giám đốc kinh doanh của giám đốc công nghệ của Zen Group, còn có cả giám đốc công nghệ của đất xanh miền Bắc, có cả giám đốc công nghệ của chủ đầu tư, và đặc biệt có cả chủ fintech ở đây là anh Nguyễn Hòa Bình, và có cả đại diện từ phía các cơ quan là bác Hà. Và em cũng xin phép là được điều hành cái buổi tọa đàm ngày hôm nay trong thời gian đợi các chị hỏi những câu hỏi mà thực tế là những cái vấn đề của mình, thì xin phép là được hỏi tất cả các anh ở trên này. Vâng, em có trao đổi một chút về cái vấn đề liên quan đến Big Data. Thực tế thì xin phép là sẽ đưa ra câu hỏi trước với anh Bình đúng không ạ? Vấn đề Big Data là một vấn đề ai cũng quan tâm đúng không ạ?
Vấn đề Big Data là một vấn đề ai cũng quan tâm. Hiện giờ chúng ta có 70% tất cả các công ty fintech đang có vốn đầu tư từ nước ngoài. Vậy anh có thể chia sẻ hoặc anh có thể dự báo về cái rủi ro trong việc đấy được không ạ? Thực ra thì Big Data cái nguy hiểm nhất thì tôi cũng nghĩ rằng là cho công ty fintech đâu nằm ở trong tên Google, Facebook. Cái Big Data đấy rồi TikTok, Big Data đấy cũng là chúng ta nghĩ là các data nguy hiểm. Tại vì nó có mọi mặt, có dữ liệu về mọi mặt toàn diện tất cả các hoạt động của một con người. Chúng ta xem cái phim Tiệc Trăng Máu ạ. Tiệc trăng máu ai cũng có, đúng không ạ? Có một cuộc sống công khai, cuộc sống riêng tư, cuộc sống bí mật, đúng không ạ? Mà trong cái cuộc sống bí mật đó là chỉ có hai người biết, và chiếc điện thoại biết, chỉ có hai người biết, không một ai khác được biết là toàn, nhưng mà cái điện thoại là biết, nhưng mà cái điện thoại đó thì chúng ta thấy rằng là nó cái ứng dụng mà nó giữ lấy được nhiều thông tin nhiều nhất đó là Google Maps, là Facebook, là TikTok, đó là ba ứng dụng các liên quan đến mạng xã hội mà nguy hiểm nhất về mặt dữ liệu. Thế còn việc các công ty fintech nắm được dữ liệu thì thực ra là nói thật với anh chị, cái dữ liệu về thanh toán giao dịch thực ra là nếu mà nó chưa đủ để gọi là big data, nó là chỉ là nó là một chiều dữ liệu rất mỏng và rất nhỏ liên quan đến giao dịch, liên quan đến tài chính. Và thực ra nếu mà gọi là cái ở một cái lớp nó nguy hiểm hơn nữa là dữ liệu đi lại của chị Grab đấy, 100% nước ngoài thì đấy nó còn thậm chí nó còn nguy hiểm hơn đó cái tính cách. Nên là thực ra là cái nói về ai cũng sợ hãi khi nghe ngon ngó ổn Big Data. Thế nhưng mà nó cũng nguy hiểm nhưng mà nó tùy mức độ, tùy loại ứng dụng. Thì nhưng mà với các công ty fintech thì tôi nghĩ là cái mức độ của nó cũng nó không quá lớn đâu. Chúng ta chưa phải lo lắng vì nó nhiều quá so với các cái loại ứng dụng kia. Thế còn hiện nay fintech thì nói thật là thế giới hiện nay thì là thế giới mở. Chúng ta có đầu tư nước ngoài, chúng ta cần thu hút đầu tư nước ngoài, chúng ta cũng đầu tư ra nước ngoài. Việc mà các cái công ty nước ngoài vào tham gia thị trường Việt Nam, họ có mạnh vốn mạnh tiền ở cái thị trường, thực sự nó là cái điều chúng ta không thể tránh khỏi. Và bây giờ chúng ta hãy làm quen với điều đó. Thì chúng ta muốn tránh cái điều đó thì người Việt phải làm việc với nhau thôi. Quan điểm tôi là tương đối trung dung của chúng ta. Xin lỗi anh, chắc là do là hơi run một chút là tôi hơi lệch cái câu hỏi một chút, thành ra anh trả lời. Thực tế ra thì tôi cũng rất đồng ý với anh ạ. Thật ra Big Data ở đây mình chưa nói đến được với bản thân tất cả các cái data dữ liệu của Việt Nam về bất động sản còn đang rất nhiễu loạn. Ý của tôi định muốn hỏi anh ấy là tại sao có 70% tất cả các công ty nước ngoài họ mạnh dạn đầu tư vào Việt Nam. Vậy thì nó có phải là một cái rủi ro cho các công ty, các tập đoàn lớn ở tại Việt Nam khi đang quá dày dặn tham gia vào cái thị trường fintech cho bất động sản hay không? Đó. Thực ra startup fintech ở Việt Nam thì tôi có thể xin đính chính lại thông tin một chút. Đại đa phần là các công ty Việt Nam và có một phần lớn trong số đó là có nhận vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng quản trị, điều hành và quyết định định đoạt cũng là người Việt Nam, thì tôi cho rằng là vẫn là công ty Việt Nam. Kể cả có những cái công ty ví dụ như là đối với tôi định nghĩa như nào công ty Việt Nam trong cái thế giới hiện nay rất là khó để phân biệt như nào công ty nước ngoài và Việt Nam. Có rất nhiều công ty Việt Nam nhưng nhận vốn đầu tư nước ngoài nhưng người nước ngoài không chi phối quyết định về điều hành thì tôi vẫn cho đó là công ty Việt Nam. Nhưng có những công ty mà hiện nay nói thật là với anh chị là ở trên giấy tờ 100% là công ty Việt Nam nhưng do người nước ngoài giật dây hết, do người nước ngoài giật dây hết, ví dụ như mấy app vay xã hội đen Trung Quốc sang chẳng hạn. Hoặc là ví dụ nói đơn cử luôn, ví dụ như là có một cái trò ví dụ là cái app trước đây là app Go Việt chẳng hạn, bản chất nó là 100% nước ngoài nhưng mà người ta vẫn cứ brand ở đây tôi là app Việt Nam, nhưng bản chất nó là 100% của Indonesia đấy. Lại xong về sau họ thấy cái chiêu đấy
nó chẳng hiệu quả, thậm chí lại còn gây rối loạn một thương hiệu. Thế nên là thôi họ lại gọi là, chúng ta hay dùng cái ngôn ngữ dân dãn là phục váy ra luôn, là tôi lại đổi tên thành Gojek, đúng không ạ? Chẳng hạn như vậy, nên là cái đấy nó không liên quan nhau. Cái quan trọng là đấy, để tính chính thông tin thì tôi phải cho rằng là hiện nay phải đến 70% hoặc hơn công ty trên tay Việt Nam là công ty Việt Nam. Đã, nhưng mà có một số công ty là chiếm đa số cổ phần bởi người nước ngoài, nhưng người Việt Nam vẫn quyết định và quản trị điều hành. Tôi cũng có một xin cảm ơn anh, xin được hỏi anh Hưng đúng không ạ? Thật ra là anh Hưng đang ở phía là đơn vị đã có kết nối, cũng là một nhà đầu tư thứ cấp. Anh Hưng ở bên Sen Group cũng là một nhà đầu tư thứ cấp. Hiện giờ nếu tính ở trong thị trường thì có lẽ là tập đoàn Sen Group là tập đoàn có nhiều dữ liệu về bất động sản gần như là nhất đúng không ạ? Vậy thì theo anh là nếu như bây giờ để đưa cho các quý vị ở dưới lời khuyên đối với lại cả công ty chủ đầu tư ạ, mà muốn kết nối được với vấn đề fintech thì cái khâu nào, cái bước nào hoặc là cái step nào sẽ là đầu tiên để có thể bắt đầu? Thực ra với chủ đầu tư thì mình nghĩ là quan trọng nhất là bán được hàng. Cho nên cái câu mà quan trọng nhất là gì? Là hiểu khách hàng và thu hút được khách hàng và bán được hàng cho khách hàng. Thế thì ở đây là gì? Những cái dữ liệu về khách hàng và marketing và bán hàng nó sẽ là quan trọng nhất. Hiện nay thì có những cái khái niệm mới ở trong cái việc tiếp cận với khách hàng. Ví dụ như là omnichannel, đúng không? Tức là tiếp cận khách hàng từ tất cả các kênh. Hoặc là bây giờ nó sẽ có cái khái niệm gọi là CDP. CDP là Customer Data Platform, là một cái nền tảng dữ liệu về khách hàng. Thế thì chủ đầu tư sẽ là những người mà cần phải biết được là tôi đang tập trung vào khách hàng nào, làm thế nào để mà tiếp cận, truyền đạt được cái sản phẩm của tôi với khách hàng đó, làm thế nào để hiểu được cái hành vi của khách hàng đó và làm thế nào để thuyết phục được họ mua được mua cái sản phẩm của mình. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là cái ưu tiên cao nhất của chủ đầu tư. Thế thì từ nhìn cái cạnh mà xuất phát từ chủ đầu tư ấy, thì họ có thể làm được cái rất là tốt là những cái mà quản lý gọi là khách hàng nội bộ, gọi là inbound, thì là khách hàng bên trong họ làm được, nhưng mà bên ngoài ví dụ như làm nào để thu hút khách hàng vào cái website giới thiệu sản phẩm chẳng hạn, thì lúc đó là chúng ta cần kết hợp với những đơn vị ví dụ như là anh Hà đây đúng không, để mà làm nào để mà đưa được cái sản phẩm đấy đến với khách hàng, thì đấy là nó sẽ phải kết hợp cả hai, từ hai phía, cả chủ đầu tư và cả những đơn vị truyền thông hoặc là những cái content provider, vân vân. Đấy thì tôi nghĩ cái đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là cái chuyện huy động vốn, thì làm nào để mà ok, tại vì rất là nhiều cái chủ đầu tư sẽ gặp những cái vướng mắc khi mà mình huy động vốn. Thế thì mình đưa ra những cái sản phẩm tài chính một cách hấp dẫn và phù hợp, hoặc có thể cả những cái sản phẩm tài chính mới, ví dụ như là crowdfunding chẳng hạn, cũng là một cái sản phẩm tài chính mới. Thì còn nó đấy là hai cái vấn đề lớn nhất mà tôi nghĩ là giải quyết được cho chủ đầu tư, thì nó sẽ góp phần làm cho cái hoạt động của chủ đầu tư nó hiệu quả và nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Đấy ạ, chúng ta đã vừa nghe đó là hai điểm quan trọng nhất. Thì anh Bình ngày hôm nay cũng có thể về anh cân đối đưa lại cái đội IMG bên anh để xem ạ. Bởi vì thực tế ra mà nói với chủ đầu tư thì khi một đơn vị công nghệ tiếp cận thì đầu tiên chúng ta phải tiếp cận với mindset là cái pain point của ông chủ đầu tư đấy là gì, ông chủ đầu tư đấy cần cái gì nhất đúng không ạ? Thì đương nhiên là bây giờ thì các ông chủ đầu tư là đều phải cần là bán hàng, làm thế nào để hiểu được khách hàng và bán được hàng ạ. Thì thực tế ra là tất cả những gì chúng ta đang nói về công nghệ, về big data đều có một mục đích, đấy là cá nhân hóa từng khách hàng để chúng ta hiểu và chúng ta bán được hàng. Thế thì nếu như mà các công ty fintech mà có thể đáp ứng được điều đấy cho các chủ đầu tư thì mặc định luôn là cái việc chúng ta có thể kết nối với nhau sẽ rất là dễ. Còn việc thứ hai thì chắc chắn rồi ạ, bởi vì khi mà Realtek có đưa ra một cái slide, chúng tôi sẽ gửi lại cho các vị khách ngày hôm nay, thì trong cái slide đấy thì có rất nhiều các dòng tiền truyền thống mà các chủ đầu tư không tiếp cận được, thậm chí là các nhà đầu tư cũng không thể tiếp cận được. Các bạn đã đi vay mua nhà rồi, các bạn biết đúng không, các bạn có biết những người đúng không ạ, không thể vay được mua nhà, không chứng minh được tài chính. Vì vậy mà cái dòng tiền ở trong từ quãng độ khoảng tầm là
500 triệu hay 1 tỷ đổ xuống là đang chảy rất nhiều và đang không biết đi đâu về đâu. Trong cái thời điểm Covid thì thậm chí bây giờ ngân hàng đang có một cái bài viết hôm qua tôi vừa mới đọc là ngân hàng đang phải xem lại, bởi vì là người tiền trong dân được rút ra nhiều quá, lãi suất đang quá thấp mà. Vậy thì là gì ạ? Có hai cái step mà chúng ta sẽ cần phải cân đối. Đấy là gì ạ? Làm thế nào để chủ đầu tư có thể hiểu được các khách hàng, có thể cá nhân hóa được từng khách hàng, và các công ty fintech sẽ giải quyết được những điều đấy cho khách hàng, cho chủ đầu tư như thế nào. Và điều thứ hai là mở rộng mô hình kinh doanh, mở rộng thêm nhiều hình thức huy động vốn, đúng không anh Hưng? Vâng ạ. Thế thì ở đây thì có các đơn vị về công nghệ, các đơn vị về fintech rồi. Nhưng mà thực ra ngày hôm nay thì RealTech Việt Nam cũng vẫn mời thiếu một đơn vị, thiếu một cái mặt, đấy là đơn vị tài chính ngân hàng, các công ty cho vay tài chính và ngân hàng. Bởi vì sao? Đến thời điểm hiện giờ thì ngân hàng nhà nước vẫn đang rất khó khăn đối với lại các công ty fintech nói chung, và hiện giờ là Bộ Tư pháp cũng chưa có được một cái hành lang pháp lý, cũng đang thật ra bởi vì nó quá mới đấy ạ. Chúng ta có fintech từ 2008, nhưng tuy nhiên để mà trào lưu fintech phát triển thì mới bắt đầu từ 2015-2016 thôi. Thế thì hành lang pháp lý để bắt kịp được đối với lại cả sự phát triển của công nghệ là đang rất là cố gắng và nỗ lực. Vậy thì ở đây có anh Hà có thể cho quý khán giả ở đây, các anh chị ở đây một vài những cái chia sẻ về việc là ví dụ như hiệp hội đã có tiếp cận, hiệp hội bất động sản Việt Nam có tiếp cận về vấn đề fintech trong ngành bất động sản hay không, và có những cái buổi hội thảo nào không, hoặc anh có thể dự đoán cái sự kết hợp giữa cái việc là cái đơn vị ngân hàng này, hay là những cái hành lang pháp lý mà để dành cho các cái vấn đề liên quan đến fintech trong tương lai thì nó sẽ diễn ra ra sao, không? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Vâng, như chúng ta đã biết ấy, thì luật pháp phải xuất hiện từ thực tiễn, có thực tiễn rồi thì mới có các quy định của pháp luật, chứ ít khi là chúng ta xây dựng pháp luật để mà điều chỉnh những cái mà chưa biết bao giờ mới hình thành. Rất là nhãn tiền là chúng ta có kinh tế chia sẻ, đúng không? Ví dụ gác rồi là các thứ, những cái gọi xe rồi là ấy, nhưng mà chúng ta mới thực hiện nghiệm thôi, rồi cuối cùng lại phải bắt dán màu tất cả vân vân. Đấy, nó đã hình thành, nó đã hoạt động hàng năm, hàng mấy năm trời này rồi, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa có một cái quy định pháp luật nào cụ thể cho cái việc đấy. Hay là vấn đề mà kinh tế chia sẻ trong vấn đề bất động sản nghỉ dưỡng chẳng hạn, đúng không? Chúng ta cũng đã huy động vốn đấy của khách hàng đấy rồi cuối cùng hiện nay vẫn cứ lùng nhùng đấy, và vẫn cứ lùng nhùng côn đô theo quy định pháp luật chưa hoàn thiện, mặc dù là hiệp hội rồi là nhiều các cái doanh nghiệp cũng kêu rất nhiều. Thế thì đối với cả kinh tế với fintech thì tôi nghĩ là vẫn phải như vậy, tức là trước hết là nó phải hình thành những cái doanh nghiệp, những cái đơn vị cung cấp dịch vụ thông qua công nghệ tài chính, thông qua cái hệ thống công nghệ này. Đấy, và từ thực tiễn phát sinh thì chúng ta mới có được cái luật pháp. Tuy nhiên thì rõ ràng chúng ta cũng có những cái kinh nghiệm quốc tế, đúng không? Hiện nay quốc tế người ta cũng có những cái công nghệ tài chính công nghệ. Đấy, thì những cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là phía ngân hàng nhà nước, rồi là cơ quan thuế, rồi là các cái cơ quan bảo vệ pháp luật thì cũng phải nghiên cứu cái lĩnh vực này để làm sao chúng ta có hình thành những cái xương sống cho cái việc nó khuyến khích nó phát triển, đồng thời quản lý. Chúng ta đã thấy, tôi thì bản thân tôi từ sáng giờ tôi nghe thì cũng rất nhiều cái thứ bổ ích, bản thân tôi cũng chưa hình dung được những cái fintech, những cái dịch vụ đó phục vụ cho cái ngành của mình như thế nào. Đấy, và tôi sáng nay cũng rất là chú ý lắng nghe. Đấy, cái mà chúng tôi nghĩ rằng cái mà hiện trước đây cách vài năm trở lại đây thì các doanh nghiệp bất động sản của chúng tôi ấy là sử dụng rất nhiều, đó là gì? Những cái vấn đề ví dụ như là áp dụng trong vấn đề công trình thông minh, rồi là đô thị thông minh. Đấy, rồi là tiết kiệm năng lượng, công trình xanh. Đấy, thì đã bắt đầu hình thành, có quy định pháp luật
thế rồi là sử dụng các dữ liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng, ví dụ như là những cái công, bản thân những cái công ty môi giới thế thôi, người ta muốn bán hàng người ta phải có dữ liệu khách hàng, cũng phải có big data, cũng phải có đủ cái thứ thì người ta mới biết ai là khách hàng tiềm năng, vân vân. Thì người ta đã sử dụng công nghệ rồi, hay là sử dụng những cái trang thương mại điện tử như là bất động sản.com hoặc là một cái các thứ đấy, thì cái đó tôi nghĩ rằng là nó dần dần nó trở thành công dụng. Những cái mà fintech thì tôi quan tâm đấy là cái công nghệ thanh toán online vân vân ấy, thì cái đấy chúng ta đã sử dụng nhiều rồi, nhưng mà cái huy động vốn thế rồi cái ví dụ như là một số các anh nói buổi sáng đây anh Bình rồi anh Hưng rồi trao đổi ấy, thì tôi thấy là ví dụ như là mua chung nhau một cái bất động sản ấy, huy động vốn chung chẳng hạn như thế, hay là peer to peer chẳng hạn là cho thuê trực tiếp thông qua một cái tín dụng ngân hàng, cái đó là cái mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện rất rất nhanh ở Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì người Việt Nam chúng tôi thấy là mình ứng dụng các cái công nghệ rất nhanh so với cả thế giới, và có thể nói là còn sáng tạo hơn nhiều. Đấy, cái mà chúng tôi quan tâm đó là gì, làm sao nó phát triển nhưng mà tránh được rủi ro cho khách hàng. Đấy, bây giờ đi thuê mua mà nói thật đi vay vốn trên app thì rất khó. Tôi bản thân tôi thấy chưa hết tiền có phải là tín dụng đen hay không, hay là đòi nợ thuê hay không, thì rồi dính vào một cái ông ấy rồi tan cửa nát nhà, ví dụ thế. Thì cái đấy mình phải có những cái mà rất hay, nhưng mà phải có là làm sao mà có những cái chế tài đảm bảo để khách hàng yên tâm trong cái việc mà sử dụng các dịch vụ đấy. Cái đấy mới là cái quan trọng. Chứ còn có dịch vụ tôi nghĩ là rất đơn giản, nhưng mà làm sao người ta tin. Đấy, thế rồi pháp luật bảo vệ những người đó. Đấy, thì chúng ta mới có thể là gọi là fintech được. Chứ còn những cái khác, ví dụ như là giao dịch thông qua ngân hàng rồi vân vân, cái đấy thì bây giờ chúng ta cảm thấy bình thường. Nhưng mà cách đây 10 năm có lẽ chả ai nghĩ đến, đúng không? Thế thì bất động sản trong vấn đề công nghệ tài chính bất động sản sẽ tôi nghĩ rằng nó sẽ phát triển rất nhanh ở Việt Nam. Đấy, chỉ có điều là chúng ta làm sao thành những cái doanh nghiệp ví dụ như là công nghệ, làm sao mà có được cái dịch vụ có những cái thuận lợi cho người dùng, và thứ hai bảo đảm an toàn cho người dùng thì người ta sẽ dùng. Đấy, thì cảm ơn. Để đỡ lời luôn của bác thì tôi cũng tôi là cái người thực dụng, đi hội thảo nào mà về không chốt được đơn thì là coi là không thành công. Nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta đi hội thảo, đi gặp gỡ nhau, giao lưu với nhau là phải ra việc. Và nên là tôi cũng có một cái gợi ý luôn. Thực ra là như bác nói là một trong những cái, tức là các vấn đề thanh toán thì bỏ qua đi, đúng không ạ? Có rất nhiều công nghệ thanh toán, rồi M-Post, rồi thanh toán online, nó trả góp 0%, có hết. Hiện nay là các doanh nghiệp đang dùng rồi. Nhưng có một cái lĩnh vực mà thấy gần nhất có thể làm được luôn, mai triển khai luôn, đó chính là lĩnh vực gọi là huy động vốn cho các cái thực ra nếu mà huy động vốn cho các chủ đầu tư thì nghe nó hơi nguy hiểm, khó kiểm soát. Thế nhưng mà để phục vụ việc bán hàng thì là huy động vốn cho chính những cái người mua hàng, những người mua bất động sản, đúng không? Giúp cho người ta có công cụ và đòn bẩy tài chính. Ví dụ như là xin thưa quý vị là chúng tôi sẽ triển khai cái thanh toán trả góp lãi suất 0% tại các cửa hàng điện thoại di động, như Thế Giới Di Động, FPT Shop rồi các thứ vân vân, thì giúp cho người ta quyết định mua hàng nhanh hơn rất nhiều. Và đặc biệt là cái ticket size, trước đây họ chỉ đủ tiền mua điện thoại 10 triệu, có thể trả góp họ mua luôn điện thoại 20 triệu vì họ biết là họ được trả góp 12 tháng miễn lãi. Nên là cái việc mà tín dụng trong việc gọi là để gọi là kích cầu mua sắm là cực quan trọng. Thì cũng tương tự như vậy đối với cái mảng bất động sản, ví dụ mua chung cư, mua đất, mua nhà, thì tôi có đề nghị thì tôi có một ý tưởng như thế này. Ví dụ là cái nền tảng, một số cái nền tảng P2P lending của Nextech hiện nay có 400.000 nhà đầu tư ở trên hệ thống. Bây giờ nói đơn cử, nói nhỏ nhẹ 200.000 nhà đầu tư trên đấy có thể tham gia, mỗi người có thể đầu tư 50 triệu.
tính đơn cử ra là chúng tôi có thể khả năng huy động 10.000 tỷ. 10.000 tỷ luôn và ngay. Tung ra một cái là chốt đơn luôn. Đấy, thế thì tại sao chúng ta không nghĩ với nhau? Các doanh nghiệp nào, bất động sản nào có nhu cầu, chúng ta ngồi với nhau. À, chúng ta thẩm định dự án tốt. À, và chúng ta đảm bảo được cái khả năng là thu hồi, tức là về khả năng xiết nợ. Ví dụ như chủ nhà mua và chúng tôi sẽ có các công nghệ khác để thẩm định nhé. Thẩm định thu nhập thì chúng tôi không cần thẩm định qua giấy tờ, họ chỉ cần login với internet banking, tôi có hết cái nội dung đó. Nội dung giao dịch của họ là tôi biết ngay, họ thuê gọi là thuê, họ khai giao thu nhập hàng tháng 20 triệu có đúng không, chỉ trong một giây, đúng không ạ? Đấy, xong rồi chúng tôi có thể khi mà thẩm định được một khách hàng, hai bên cùng nhau thẩm định, đúng không ạ? Tung và một khách hàng thì chốt cho vay 1 tỷ, tung lên 20 người, mỗi người cho vay 50 triệu một phát xong trong ngày là chốt luôn được đơn, rất là luôn. Và trong trường hợp mà khách hàng là, nhưng mà phải make sure rằng là trong trường hợp khách hàng đó sau một thời gian trả góp mất khả năng chi trả, chúng ta phải siết cho cái nhà đấy. Nếu mà các chủ đầu tư chúng ta cam kết về việc đấy là ngày mai chúng ta có thể chốt đơn luôn đó, thì đó là một cái đề nghị, một cái ý tưởng có thể triển khai và cụ thể và thực tế chúng ta triển khai luôn vào ngày. Vâng, đúng. Thế thì tôi cũng có đem một số anh chị ở bên chỗ nền tảng VN Landing Platform để có thể crowdfunding luôn cho những người mua nhà, giúp cho nhiều người Việt Nam có nhà hơn. Vâng. Rất nhân văn. Cảm ơn anh. Việt Nam thì là tham gia thì có rất là nhiều các chủ đầu tư. Ngoài các chủ đầu tư ra thì có hai cái hub lớn lắm anh ạ. Đấy là Sen Group và Tập đoàn Đất Xanh. Đất Xanh miền Bắc và Tập đoàn Đất Xanh. Và bên bên Capital House cũng thế nữa, mỗi một chủ đầu tư có quãng là khoảng tầm vài nghìn đến vài chục nghìn cái khách hàng mua nhà thì đã cần vay có hai chiều anh ạ. Bây giờ như này, em xin phép được tôi xin phép được chia sẻ với các chị như này, chúng ta có hai chiều để ở đây có những công ty fintech cũng có thể nhìn thấy được tiềm năng của các chủ đầu tư bất động sản. Chủ đầu tư bất động sản bên mình ạ, là chúng tôi có ảnh hưởng đến khoảng tầm 37 đến 38 ngành nghề khác nhau anh ạ. Nếu như một sản phẩm bất động sản của chúng tôi mà đang ngừng thì những cái ngành nghề như sau có thể lại bị đình trệ luôn đấy ạ. Ví dụ như là nội thất, ví dụ như là cung cấp các cái vật liệu để xây dựng, ví dụ như là cây xanh công trình, ví dụ như là quản lý vận hành, rất rất nhiều ngành nghề khác nhau ạ. Thậm chí là ngân hàng cũng rất khó khăn nếu như mà một ông chủ đầu tư bất động sản mà khó khăn, đúng không ạ? Quý vị ở đây cũng đã biết rồi. Nhưng ngược lại, chúng tôi cũng là một cái hack rất lớn để có thể luân chuyển cái nguồn tiền một cái sản phẩm bất động sản là mấy chục tỷ, mấy chục nghìn tỷ. Trải qua trong vòng 10 năm, chúng tôi có rất nhiều các cái đơn vị chủ thể tham gia vào ngành nghề bất động sản, và mỗi một cái sản phẩm đấy thì không phải sản phẩm nào cũng là tiền tỷ. Có sản phẩm chỉ có khoảng tầm vài chục triệu thôi ạ. Có các đơn vị nhà thầu chỉ có khoảng tầm vài trăm triệu thôi anh ạ. Thì anh hoàn toàn anh có thể làm được những cái điều đó. Ngoài ra thì một ông chủ đầu tư, ông có rất nhiều nguồn vốn khác nhau. Thì để mà khi mà anh có dữ liệu quãng độ khoảng tầm 400.000 người nhà đầu tư cá nhân đấy ạ, thì một ông chủ đầu tư bất động sản thậm chí chỉ cần 5 ông mà anh Bình có thể kết hợp được, thì bản thân 5 ông đấy có thể được bằng quãng độ khoảng tầm 10.000 ông chủ đầu tư nhỏ, nhà đầu tư nhỏ. Thì đấy là cái cơ hội mà cái cách tiếp cận của các công ty fintech mà tôi nghĩ là nó rất là hay. Thế còn xin phép các anh các chị là tôi đưa thêm một cái góc nhìn nữa để cho các chủ đầu tư ở đây chúng ta cũng nhìn thấy tại sao lại là fintech sau chuyển đổi số của Realtek Việt Nam. Realtek Việt Nam làm chương trình đầu tiên là chương trình chuyển đổi số trong ngành bất động sản, và chương trình thứ hai chính là fintech trong ngành bất động sản. Có một lý do và chúng tôi nghiên cứu đó là gì ạ? Cái dòng tiền của một ông chủ đầu tư nó rất lớn, nhưng tuy nhiên trong tất cả các khâu của bất động sản thì ông không tài chính, có bên kế toán họ làm được quy trình. Còn tất cả những cái mạng khác ấy, thì là quy trình ở đâu đấy là vẫn là tự lập rồi tự làm rồi các chủ đầu tư rồi tự build lên. Thế nhưng mà riêng tất cả các liên quan đến việc là quy trình về kế toán ấy ạ, thì nó có sẵn, nó có phần mềm, nó đã phát triển rất là lâu rồi. Vì vậy là gì ạ? Cái cách tiếp cận của các công ty fintech khi mà vào thì hãy tiếp cận từ fintech và đừng tiếp cận to. Anh Bình cũng không cần phải tiếp cận quá to, tuy nhiên chúng ta nhìn thấy là chủ đầu tư là một cái hub rất là lớn, vài chục nghìn tỷ, đấy, vài triệu nghìn tỷ tham gia. Thì đầu tiên nó là gì ạ? Các anh chị có thể nhìn thấy một tòa chung cư, thì cơ chế của chúng ta là từ gửi xe là đã là tiền lẻ rồi, đúng không ạ?
Nhưng đâu đấy hiện giờ chúng ta vẫn đang dùng con người. Tại sao lại như vậy khi mà chúng ta hoàn toàn có thể quy trình hóa luôn, thành số hóa, thành một hệ thống luôn? Đó, tại sao những cái việc liên quan đến việc là đóng phí quản lý hàng tháng chúng ta không làm luôn? Tại sao những cái việc liên quan đến đi chợ hàng ngày của cư dân, hay là như anh Hiệp nói là bây giờ là, hay anh Tuấn Hà nói là chúng ta có thể gửi tiết kiệm, làm các cái công tác chi trả, các cái chương trình, nó rất là nhỏ thôi anh, nhưng nó sẽ có một cái thói quen. Bởi vì chúng ta đang khớp lại cái việc là làm thế nào để fintech, các công ty fintech có thể kết nối được với các chủ đầu tư mà không phải là số lớn. Một ông thì số rất to, còn một ông thì hiện giờ đang là số nhỏ hơn một chút. Thế thì chúng ta bắt đầu từ những cái đó. Và tại sao chủ đầu tư lại sẽ có cái đấy anh mình ạ? Chia sẻ với các anh chị thêm, đó là gì ạ? Dữ liệu của người dùng, dữ liệu của cư dân chính là cái bước tiếp nối để ông chủ đầu tư có thể làm được thêm nhiều sản phẩm tiếp theo. Đó, và bây giờ cũng còn càng nhiều dữ liệu người dùng, anh mình càng phân tích được nhiều dữ liệu người dùng chỉ bằng một cái phần mềm nhỏ gửi xe thôi ạ, gửi xe hàng tháng thôi ạ, vừa đóng tiền hàng tháng, tiền điện, tiền nước hàng tháng thôi là nó sẽ ra được. Thì đấy là cái bắt đầu, cái start ngay từ đầu, và cũng tiếp nối cái phần của anh Hương là như vậy. Vâng, thế thì là liên quan đến chủ đầu tư thì vừa mới nhắc đến cái vấn đề đó đúng không anh Hiệp ạ? Vậy thì anh Hiệp có thể cho biết là nếu như bây giờ mà một ông chủ đầu tư ạ, như là bên công ty anh Hiệp đi ạ, thế thì cái phần mà quan trọng nhất mà anh Hiệp muốn là các công ty fintech làm cho bên mình, hoặc là anh tìm các công ty fintech, thì anh muốn ở trong cái khoảng nào, cái khâu nào? Và đúng như anh Hưng nói không ạ? Và cụ thể đi ạ, cụ thể nó có phải là martech không, nó có thể là fintech không, hay nó là như thế nào? Thì anh Hiệp có thể chia sẻ được không ạ? Thực ra đứng trên cái chủ đầu tư thì tôi nhìn thứ nhất là có fintech chúng ta có tính tính cũng rất nhỏ, nhưng mà chị bảo vừa chia sẻ đó là chúng ta những cái cuộc sống hàng ngày của cư dân, cuộc sống sống trên cái dự án của mình, ví dụ như họ cần làm chợ mua sắm vân vân, thì cái đấy thì tôi nghĩ là nó cũng rất là dễ để triển khai. Thế còn cái bài toán nó lớn hơn, ví dụ như là bài toán huy động vốn, bài toán đầu tư chung, thì từ lúc đứng từ bên về phía chủ đầu tư, thứ nhất là bên chủ đầu tư về công nghệ là cũng chưa hạn chế, thứ hai là cái công nghệ là fintech cũng có là rất là mới mẻ của với người ta. Thế thì khi công có nghĩa là khi các công ty fintech tiếp cận với cả chủ đầu tư ấy, thì sẽ tiếp cận theo cái hướng là công ty fintech cùng đồng hành cùng với cả ngân hàng. Thì ngân hàng đó là một cái thương hiệu đảm bảo cho cái sự kết nối rồi. Thứ hai là cùng xây dựng lên cái đề án. Thì theo tôi được biết là bên ngân hàng nhà nước có cái thanh toán, người ta có cái sandbox, tức là làm cái đề án đấy để gửi vào cái sandbox là chúng tôi đã có một công nghệ mới, hay là có một cái bài toán mới chúng tôi xin phép được triển khai. Thì ít ra đấy là cũng là một cái hành lang pháp lý để cho các chủ đầu tư có một cái sức yên tâm là tôi cũng đã báo cáo với cơ quan nhà nước là chúng tôi đang triển khai cái này. Cũng có thể là chúng tôi cũng gặp sai sót vì đây là những cái mới mà pháp luật cũng chưa quy định. Cho nên là cũng là một cái sự tin tưởng là đã thông báo cho chúng tôi đến cả cơ quan chức năng là tôi xin phép làm trong cái quá trình thẩm định theo dõi thì có thể đánh giá hiệu quả, hoặc là cơ quan nhà nước có thể hỗ trợ tiếp và cho tiếp các anh chị có thể thời gian tiếp theo để triển khai trong cái giai đoạn đó. Thì đó tôi nghĩ là sẽ được đảm bảo hơn đối với chủ đầu tư trong việc công tác công nghệ tài chính. Cảm ơn anh. Tiếp lời với anh Hiệp thì tôi nghĩ là cái việc để làm ra một cái app thu, gọi là một cái tương lai, một cái ecosystem, một cái hệ thống siêu, gọi là một cái siêu cổng đúng không ạ, thì nó khó thôi ạ. Bởi vì sao? Là hiện giờ các công ty fintech và các công ty công nghệ đang ở đâu đấy là mỗi một đơn vị làm một cái, xong rồi mỗi một chủ đầu tư là không muốn chia sẻ data dữ liệu thì mỗi một chủ đầu tư lại làm một cái. Vì vậy mà nếu như bây giờ xin gọi là có một cái ý tưởng với anh Bình và các anh chị bên công nghệ, nếu bây giờ mà có một cái platform nào đấy mà có thể riêng tư được cái dữ liệu cho các chủ đầu tư, nhưng nó sẽ tạo ra một cái cổng, và từ cái cổng đấy là các chủ đầu tư có được nắm bắt được cái người dùng của mình, cái xu hướng của người dùng của mình, và xem cái người dùng của mình là có thể là khách hàng tiềm năng tiếp theo hay không, hoặc là bật ngược trở lại là thực hiện những cái dịch vụ về tài chính cho chủ đầu tư, thì nó sẽ là một điều rất tuyệt vời ạ. Bởi vì ở đây tôi nhìn thấy ở đây là ngày hôm nay là Rương Tech rất vui gặp toàn tất cả các anh chị ở trong ngành công nghệ, mà lại đây toàn các CEO thôi ạ. Nhưng mà mỗi một anh là đang có một cái phần mềm khác nhau ạ. Và vậy là vì vậy mà sau chương trình đề nghị là tất cả các anh ngồi chung vào một bàn tròn để chúng ta cùng xây dựng một cái phần mềm
vì như tôi cũng đã nói trước là tại sao các công ty nước ngoài họ mạnh dạn hơn, họ mạnh dạn vốn hơn Việt Nam mình start up thì công nghệ cũng vẫn ở một mức vừa phải, và đặc biệt là bất động sản thì cũng nhiều vấn đề nhạy cảm đấy. Vì vậy mà nó cũng khó, ví dụ như anh Hiệp nói bây giờ tôi cần phải ngân hàng cơ thì tôi mới tin được, chứ bây giờ nếu như mà chỉ mà anh ngân lượng chẳng hạn thì bây giờ là giải quyết vấn đề như thế nào, thì anh Bình có thể chia sẻ thêm một chút không ạ? Bởi vì thực ra nhu cầu của các chủ đầu tư là có rất nhiều. Thực ra thì vấn đề là phải đặt vấn đề ngược lại, vì sao làm sao tôi có thể tin các chủ đầu tư để mà tôi để huy động giải ngân giúp anh chứ? Chứ đâu có phải là tôi có vay tiền của anh đâu, tôi đang cho anh vay tôi huy động giúp anh mà. Nên là cái việc là làm sao tôi fintech để làm sao phải fintech để tin bất động sản là đưa khách hàng xin đấy, có khả năng siết hơn là cái việc là làm sao bất động sản có thể tin bên cạnh. Còn tôi đảm bảo là tôi phải huy động với anh chị 10 tỷ. Ở đây ở dưới kia là cũng có khách khá chủ đầu tư ạ, tôi cũng được biết là có cả chủ đầu tư của Malaysia cũng đang có mặt ở tại đây. Thì nếu như mà trong trường hợp mà sau cái chương trình này thì hy vọng là có thể ngồi trao đổi cụ thể hơn với anh Bình nhiều chương trình hơn. Vì tôi biết là các chủ đầu tư là rất cần vốn, nhưng tuy nhiên là dày dặn là đúng rồi ạ, bởi vì thực ra là tất cả mọi chương trình thì đều đang cái gọi là những cái tiền lệ chưa bao giờ có, vì vậy mà nó cũng đang rất là khó. Hoặc là anh mình có thể ngồi trực tiếp với cả Vipex ở đây, cũng có cả bên Mainland, là tôi cũng có biết là các anh chị ở bên Mainland cũng rất là quan tâm. Hiện giờ tại thị trường bất động sản thì các công ty mà thực hiện về crowdfunding thì gần như là rất ít, không có. Đấy cũng là những người tiên phong, chúng ta người tiên phong ngồi nói những câu chuyện, nó có thể là 3 năm nữa nó sẽ rất là phổ biến, nhưng tuy nhiên thời điểm này thì thực sự là nó đang rất mới và rất cần những người tiên phong, là những người có kinh nghiệm như anh Bình, như anh Hưng là có thể trao đổi cụ thể được những vấn đề này. Hiện nay là chúng tôi đã có cái hệ thống huy động mà bằng crowdfunding như vậy, B2B lending như vậy là đã phát triển 4 năm rồi. Tất cả mọi công nghệ tích hợp huy động cả ngân hàng bấm một nút, tức là chúng lại là bấm một nút là tiền vào luôn và ngay. À, tuy nhiên là chúng tôi chỉ có thể giải ngân cho trực tiếp các khách hàng cuối, khách hàng mua hàng, còn giải ngân cho chủ đầu tư để thực hiện các dự án thì chắc là phải một cái giai đoạn nào đó sau, hoặc là các chủ đầu tư cực kỳ uy tín, nếu không là nếu mà không thì sẽ rất là rắc rối. Tuy nhiên là nguyên tắc của fintech đó là chia nhỏ giao dịch và chia nhỏ rủi ro, tức là hàng 100.000 người cho vay hàng 1.000.000 người thì nó sẽ rủi ro thấp hơn rất là nhiều so với cho vay 1 người. À, thì đó là cái nguyên tắc của fintech trong cái huy động vốn. Vậy thì nhắc đến cái việc ngân hàng ạ, thì xin hỏi anh Bình tiếp một câu nữa được không anh? Hỏi hơi nhiều bởi vì chúng tôi là đều là dân bất động sản, cần rất nhiều thông tin liên quan đến những cái gọi là những cái chính thống và những cái mới, rất mới, đã gần chính thống rồi. Thì xin hỏi anh Bình một chút là bởi vì theo tôi được biết thì bên ngân hàng nhà nước thì cũng chỉ đồng ý cho một vài các công ty liên quan đến thanh toán và liên quan đến huy động vốn, thì hiện giờ là vẫn đang ở đâu đó là bàn thảo luận. Thế thì anh có thể chia sẻ một chút về cái tương lai của kết hợp các công ty fintech trong cái mảng gọi vốn với lại cả phía các cái phía bên ngân hàng và các cái đơn vị mà bên hiện giờ là Việt Nam mình đang triển khai đến đâu rồi anh? Thực ra thì nếu mà trong cái mảng này của peer to peer lending hoặc peer to business lending ấy, thì hiện nay thì cũng xin chia sẻ là không có vai trò ngân hàng. Ngân hàng là đứng ngoài cuộc chơi, ngân hàng chỉ có một cung cấp cái hạ tầng thanh toán, kết nối API để trừ tiền từ tài khoản khách chuyển vào tài khoản của người đi mua nhà thôi. Thế nên là ngân hàng không có vai trò ngân hàng ở đây, nên là chúng ta hoàn toàn có thể múa may được các cái quy trình dịch vụ nó rất là hiện đại, thông thoáng, phi giấy tờ, vân vân. Chứ nếu mà dính ông ngân hàng ở đây thì lại theo một cái khung nó gọi là sáng tạo ở trong cái hộp, chúng ta vẫn lại phải ở trong cái khung hoạt động của ngân hàng, rất là khó. Thì bản thân là fintech ra đời là để vượt ra khỏi ngoài những cái giới hạn của các ngân hàng. Đấy, và chúng ta để đem lại những dịch vụ nó thông thoáng và dễ sử dụng hơn cho khách hàng. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Và xin phép là sẽ hỏi anh Tuấn Hà một câu cuối ạ. Anh Tuấn Hà là có hẳn một cái hệ thống là startup, tất cả các công ty
startup và anh Tuấn Hà cũng làm rất nhiều những mảng nghề nghiệp khác nhau. Trong đấy có một cái mà hiện giờ anh đang trao đổi là ngày nào cũng có một cái bản tin thống kê social listening, đúng không ạ? Vậy thì là anh lắng nghe các công ty fintech thì đến thời điểm hiện giờ ạ, thì theo anh là cái hướng đi mà nhanh nhất cho các công ty fintech để tiếp cận với công ty bất động sản, hoặc là nhanh nhất cho các cái chủ đầu tư bất động sản để mà có thể bóc được những cái ông fintech đâu đấy ạ, là cách giải quyết thì là cách nào nhanh nhất, anh có thể chia sẻ được không ạ? Vâng. Tháng 7 vừa rồi thì chính phủ đã ra nghị định sandbox, và tất nhiên là ngân hàng nhà nước trình nhưng mà nó chưa chốt hoàn toàn. Tuy nhiên rằng là tôi nghĩ rằng là như những đơn vị thanh bình này chắc chắn là sẽ biết những thông tin bao giờ nó sẽ trực tiếp hoặc là nó sẽ uy tín trong một cái đơn vị. Thì khi mà sandbox ra thì là nó chấp nhận ấy, tức là sandbox cơ chế là thử nghiệm, tức là không bị vi phạm pháp luật với điều kiện rằng là ngân hàng nhà nước kiểm soát. Đấy, thì các đơn vị có thể tham gia để mà cung cấp các dịch vụ, mà hai cái dịch vụ mà người Việt Nam đang mong chờ nhất từ trước đến nay mọi người đều biết rồi. Thứ nhất là crowdfunding. Cái sắc của chúng tôi ấy thì cũng rất cần crowdfunding, nhưng mà cứ coi như là huy động vốn là bị huy động vốn trái phép. Cho nên là đấy là cái câu chuyện muốn test thử nghiệm một sản phẩm thì phải đóng tiền vào đây để lấy sản phẩm thôi. Ví dụ chẳng hạn như là tôi muốn đưa câu lạc bộ Manchester về Việt Nam, thì bây giờ tôi làm cái sản phẩm động ảo và tôi nói là mọi người mua vé trước đi. Nếu mà mua đủ vé thì tôi sẽ gọi mẫu về. Chẳng hạn như là họ có gọi Real hoặc Bắc Sa về, vẫn gọi đội nào gọi được. Chứ bây giờ bảo tôi nhiên bỏ tiền túi mấy Bắc Sa về các bạn mua vé sao? Cho nên là Sa Bắc cũng không dám chơi. Nhưng mà vì là nó cần tiền trước, người ta chơi ở nước ngoài như Quick Start hay là IDO làm bao nhiêu năm rồi. Cho nên là cái đầu tiên là cái crowdfunding đã, để mà coi như là có thể được làm. Thì như vậy crowdfunding nó sẽ giúp cho cái việc mua nhà có nhận rất là dễ dàng. Đó, thứ hai nữa là V2V thì bản chất cũng phải là hiện tại là cũng là sandbox thôi. V2V tức là cho vay mà không qua các tổ chức tín dụng tài chính thì rõ ràng là nó sẽ giảm chi phí rất nhiều, đúng không? Thì hai cái đấy là cái gần nhất mà tôi hy vọng năm 2021 thì cái này nó đi vào thực tế và những đơn vị nhanh bình là rất là nóng lòng chờ đợi, đúng không? Và rất nhiều startup khác như là bên Sam cũng có rất nhiều đơn vị đang làm cái đấy, cũng đang chờ đợi, đúng không nhỉ? Thì đấy chính là cái gần nhất. Cái thứ hai là các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm đang có sẵn cái nền tảng về tín dụng để có thể móc nối với các công ty, với chủ đầu tư. Thì cái này tôi đang làm việc một số công ty bảo hiểm. Tôi là có bạn bè làm bên bảo hiểm, ví dụ chẳng hạn như là bên bảo hiểm nhân thọ, bảo Việt hay là các tập đoàn bảo hiểm, thì tôi đi dạy training cho các công ty đấy. Thì tôi có đề xuất một ý tưởng thế này, cái công ty bảo hiểm thế nào? Tại vì thế này này, cái việc huy động vốn của người mà ít tiền là một cái rất là quan trọng, do là cái khoản đấy nó không biết được, do bất động sản không biết được những người ít tiền. Nhưng mà ít chẳng hạn như anh Bình nói là 50 triệu, 100 triệu thì nó là rất ít rồi. Nhưng mà tôi còn có bạn ít hơn nữa. Ít hơn như này, ai cũng có nhu cầu mua cái nhà khi mà còn trẻ, nhưng mà không bao giờ có thể tiết kiệm được tiền, do là bây giờ còn phải máy cho vay hoặc là cho tiêu. Như chẳng hạn tôi có 10 triệu túi thì tôi sẽ nghĩ đến ăn uống, đi mua sắm, tôi không bao giờ nghĩ đến nhà, đúng không nhỉ? Thế thì bảo hiểm nó ra đời, cái bảo hiểm là bảo hiểm mua nhà, sắp tới nó sẽ ra đấy. Bởi mua nhà là gì? Là tôi bảo hiểm là đến năm ông 25 tuổi, 30 tuổi ông sẽ có 1 tỷ hay 2 tỷ vào nhà, hoặc kết nối nhà chủ đầu tư luôn. Chủ đầu tư nó cam kết là đến ngày đấy mày có nhà luôn. Tức là tiền sẽ về cái nhà khu được một đấy, ABC nó đã định hình sẵn kiểu dạng như thế. Tất nhiên là không phải 100% chính xác đấy, nhưng mà cái khoản tiền đấy là khoảng ông chắc chắn ông sẽ coi như mua một cái nhà trong dự án của tôi. Thế thì khi mà làm như vậy thì ông hàng tháng phải đóng tiền đấy. Đóng tiền cho cái bảo hiểm ấy, thì nó thu tiền thì ông không thể không trả được. Tại vì mua bảo hiểm nó bắt buộc với giá của nó tiền, thì không thể mua tiền được, cho nên nó tiết kiệm được. Chứ còn chúng ta không tiết kiệm được vì là không có thằng nào thu tiền, mọi người hiểu không ạ? Còn có một thằng thu tiền thì chắc chắn là nó sẽ thu được. Ví dụ như là bố có thể mua cho thằng con được 5-1 tuổi, tao bây giờ tao cho mỗi ngày 100.000, một tháng 3 triệu, tao mua nhà cho mày. Như vậy thì về sau bạn không lo cái chuyện mà mày có nhà hay không nữa, không phải gọi khoản tiền lớn nữa. Nhưng mà ông bố đóng được, tại vì thời gian một tháng 3 triệu quá ok, một năm nó là 40 triệu, một năm 10 năm nó là có thể là nó nhân lên một con số nhân nó lại nó lũy kế thì nó lên cả vài tỷ. Cho nên cái câu chuyện đấy nó sẽ đảm bảo rằng là tôi mấy năm đến năm 25 tuổi sẽ mua nhà. Thì cái việc này là cái việc mà huy động được cái vốn rất ít khủng khiếp, là mỗi ngày mỗi tháng chỉ có mấy triệu, chứ nó không cần phải là mấy chục triệu, trả nhà 3 triệu đi mua nhà nó không hợp lý. Thì nó huy động đi bảo hiểm mua nhà, thì cái khoản tiền cũng là một cái cách để mà làm. Tuy nhiên là cái đó ấy, nó sẽ là cái cách huy động, nhưng mà cái việc mà sử dụng các cái giải pháp thu tiền tự động thông qua bảo hiểm là subscription thì cái này nó hay hơn. Anh Bình nó phải cung cấp cái giải pháp nó gọi là subscription, tức là kiểu dạng như Netflix ấy.
cuối tháng tôi động có trừ này và kẻ dụng thì vừa lương đây trừ vào tài khoản gom, chứ không có chuyện là cuối tháng tôi phải đi tôi thu mệt lắm. Thế nên cái việc mà thu tiền subscription đấy, đấy là anh bên anh như anh Bình cũng phải kết hợp với các cái công ty bảo hiểm để nó có thể để làm chế độ tự động. Tất nhiên là nó phải có những cái chế độ ưu đãi về mặt lệ phí nọ kia, đỡ quá nhiều tiền người ta ngại chọn cái đó, người ta lại chọn cái việc đóng tiền trực tiếp để giảm cái chi phí trung gian. Thì cái đấy là nếu mà số lượng lớn thì anh có thể giảm chi phí được, anh tính toán lúc nào đấy. Thì đấy chính là cái mà nó cũng gần hơn. Tất nhiên là không phải là một năm, nhưng mà có thể 2-3 năm sau là cái việc mà bảo hiểm mua nhà là sẽ xuất hiện. Và cái sớm hơn thì chính là cái sandbox, là cái peer to peer và cái crowdfunding. Đấy là cái xu hướng thế giới và đấy chính là cái quan điểm của tôi. Xin cảm ơn anh ạ. Xin được giới thiệu cho tôi là Giang, đến từ đơn vị Navigal Search, là đơn vị chuyên về dịch vụ tuyển dụng cho các khách hàng. Thì trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta đã nghe các diễn giả nói rất nhiều về cơ hội và thách thức. Thế thì tuy nhiên thì ở cái góc độ là đơn vị chuyên đi kết nối giữa nhân sự và các doanh nghiệp, thì tôi có một câu hỏi là các doanh nghiệp đã hoặc là cần chuẩn bị những cái gì cho cái bài toán nhân sự để mà có thể thích nghi kịp thời với cái xu hướng công nghệ hóa cái ngành bất động sản như bây giờ. Thế thì đấy là cái câu hỏi của tôi. Câu này anh xin phép trả lời Gian. Ví dụ như hiện nay bọn anh đang có nhu cầu rất là cao về nhân sự để phát triển những cái giải pháp về PropTech, FinTech như là PropTech, focus vào trong cái phần bất động sản, với những thứ liên quan tới bất động sản. Thì ở đây bây giờ nó sẽ cần những cái gì? Thứ nhất là nhân sự làm về dữ liệu, ví dụ như là chuyên gia phân tích dữ liệu hay là xử lý dữ liệu lớn. Cái thứ hai là về AI, bởi vì bên anh cũng đang phát triển những cái giải pháp về sử dụng AI trong trong bất động sản. Cái thứ ba là những cái về những cái điện toán đám mây, kiểu như là những cái chuyên gia về ví dụ như là Amazon Web Service chẳng hạn, hoặc là nếu mà không thì cũng có thể là những cái thứ khác như là Azure của Microsoft hoặc là Google Cloud, ví dụ như vậy. Ngoài ra, ngoài những cái đấy, thực ra anh nghĩ là bây giờ trong chuyển đổi số thì đơn vị nào cần thì cũng cần rất là nhiều người mà lập trình. Thì lập trình ở đây nó sẽ có những cái thứ mà liên quan, ví dụ như phần backend, ví dụ như lập trình bằng Python hay là Node.js, hoặc là lập trình frontend, ví dụ như là Angular hoặc là React, hoặc là xử lý, ví dụ như lập trình cái app, những cái ứng dụng ở trên điện thoại. Thì nói chung là bây giờ cái nhu cầu rất là cao về về nhân sự cho ngành công nghệ. Và bên cạnh đấy thì cũng có sẽ cần thêm những bạn để phân tích về nghiệp vụ và những cái bạn mà ví dụ làm kiểm tra thử nghiệm, đánh giá, rồi quản lý chất lượng, vân vân. Tức là cái nhu cầu thực ra rất là cao, nhưng mà hiện nay thì những cái đơn vị mà làm về PropTech cũng sẽ phải cạnh tranh về nguồn nhân lực với các cái công ty mà làm về tech thuần túy, ví dụ như là FPT hay là CMC gì đó. Đó thì đấy là một cái cuộc cạnh tranh mà thực ra nhiều khi nó cũng không phải là cân bằng đâu, tại vì thường các bạn làm về công nghệ ấy thì nhận thích những cái gì đấy nghe được làm công ty rất là hoành tráng. Kiểu như tôi làm công nghệ ở công ty FPT thì nghe nó sẽ oai hơn là tôi làm công việc ở công ty bất động sản nữa. Đó thì cái đấy là những cái mà anh nghĩ là các đơn vị về công nghệ hoặc là làm kể cả làm PropTech cũng sẽ phải giải quyết. Em xin được phép đỡ lời anh Dương thêm một chút ạ. Tại vì là Rotech Việt Nam là đơn vị mục đích chủ yếu ra là để kết nối giữa công ty công nghệ và các công ty bất động sản, các nhà đầu tư bất động sản. Vì vậy nó cũng đâu đấy một phần như những buổi ngày hôm nay là chúng tôi là cố gắng nỗ lực để educate thị trường. Bởi vì thực tế ra mà nói, nếu đứng về mặt chuyên môn thì một người mà làm về fintech bất động sản thì đều phải có ba cái kiến thức như sau. Thứ nhất là kiến thức về bất động sản chắc chắn rồi anh ạ, đúng không ạ? Kiến thức thứ hai là kiến thức về tài chính và liên quan đến finance, và kiến thức thứ ba liên quan đến tech. Vì vậy mà một cái ông như vậy mà để cái ông nào mà rất giỏi về tech nhưng mà lại không có cái mindset về bất động sản, không có kinh nghiệm về bất động sản là cực kỳ khó anh ạ.
đúng không ạ? Thực tế ra là bây giờ Densen Group là đang ngày ngày đào tạo và đào tạo rất nhiều, và tương lai là cái lớp đó chính là những cái lớp người phải là chuyển đổi số trong ngành bất động sản, là những chuyên gia chuyển đổi số trong ngành bất động sản. Và có thể quãng độ khoảng tầm 1 đến 2 năm tới, một trong những quý vị ngồi đây rất quan tâm đến vấn đề mới hiện đại về fintech có thể trở thành những chuyên gia về fintech, có thể trở thành những chuyên gia về proptech. Thì đó là cái mà hiện giờ là chúng ta đang nỗ lực để cùng cứ mỗi một chương trình như thế này là chúng tôi sẽ có thêm được một cái góc nhìn đầy đủ từ tất cả mọi phía. Thì các chị có thể có gọi là có thể là thực tế được trải nghiệm ở những cái góc nhìn của mình. Anh chị fintech thì anh chị có thể công nghệ có thể trải nghiệm về cái góc nhìn là ông chủ đầu tư ông nghĩ thế nào, cái pain point của ông chủ đầu tư ông cần gì, chúng ta về chúng ta ráp cái đấy, chứ không phải chúng ta làm một cái gì đấy mà nó khác biệt, nó lệch hoàn toàn. Thế còn những cái người ở giữa như chúng tôi là những chuyên gia thì sẽ làm sao mà để quy trình hóa toàn bộ khớp nối từ phía ông công nghệ đối với lại các ông chủ đầu tư, đối với lại cả các ông tài chính, thì chúng ta ra được một cái khái niệm nào đấy chẳng hạn, đấy là kỳ vọng. Và từ đấy thì có thể có những cái lớp chuyên sâu hơn, hoặc là có những cái sau này ví dụ như bên Sen Group ạ, có thể trực tiếp tham gia vào lớp giảng dạy những khóa là như vậy, để cho toàn bộ những công ty công nghệ mà muốn tham gia vào thị trường bất động sản thì họ sẽ học những cái phần liên quan đến kiến thức. Những công ty về bất động sản họ sẽ có học những cái phần liên quan đến việc là chuyển giao quy trình và số hóa các cái quy trình. Thì tôi nghĩ là nó sẽ phải mất đâu đấy khoảng gần 2 năm để cho hình thành một nghề mới. Thời đại mới chúng ta có rất nhiều nghề mới đúng không ạ? Và tôi rất tin là thời gian tới là anh Bình, anh Hưng, anh Tuấn Hà, anh Hiệp, bác Hà ở đây là có thể trở thành những giảng viên đứng trên ở những cái chương trình, những khóa học để trao đổi, chuyển giao những cái kiến thức như vậy. Và hy vọng là trong đấy thì sẽ có sự kết hợp của Navigos, bởi vì tôi nghĩ là để đào tạo ra những nhân sự chất lượng thì cần phải có những đối tác liên quan đến việc là headhunt. Rất cảm ơn chị ngày hôm nay đã tham gia chương trình. Vâng ạ, thì xin phép là có còn ai hỏi không ạ? Mời chị ạ. Xin chào tất cả các diễn giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thuận, co-founder của hệ thống hỗ trợ dịch vụ công chứng trực tuyến. Anh Hưng, anh ấy cười tôi là ngày hôm qua tôi mới ngồi với anh ấy để trình bày cái hệ thống này. Thật ra thì tôi xuất thân không phải là chuyên về bất động sản, tôi xuất thân là từ pháp lý. Thì có một cái đặc điểm lúc nãy chị Ngọc với chị trình bày là cái dữ liệu về thông tin bất động sản hiện giờ nó đang rất là nhiễu loạn. Thì hôm nay tôi sẽ không hỏi nhiều về cái bất động sản, bởi bất động sản rất là rộng, rất là lớn, rất là nhiều. Tôi chỉ hỏi đúng một cái mảng, đó là mảng bất động sản khu công nghiệp. Vì nó xuất phát từ những case study mà chúng tôi đang làm. Chúng tôi đang làm với các cái khu công nghiệp rất là lớn ở khu vực miền Nam. Và hiện nay thì cũng đang có các nhà đầu tư đang tìm hiểu về cái bất động sản khu công nghiệp ở khu vực miền Bắc. Và có một cái thật ra là rất là nhiều các cái trường hợp, đó là nhà đầu tư chúng tôi là đứng thuê hoặc là đầu tư vào cái bất động sản vào cái khu công nghiệp ấy, thì hầu như là cái dữ liệu không có hoặc là rất là nhiều. Và gần đây nhất vào năm 2019 khi chúng tôi làm việc với thương vụ của đại sứ quán Pháp thì có rất nhiều nhà đầu tư ở khu vực châu Âu họ đang muốn tìm hiểu. Thì các cái chuyên viên ở thương vụ ấy, thì mất khoảng hơn 2 tuần để research tất cả các info của bất động sản khu công nghiệp tại khu vực Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, là hầu như mất khoảng 2 tuần nhưng ra một cái report rất là thủ công. Thế thì từ những case study thực tế đó thì tôi hỏi, xin phép hỏi các cái chuyên gia về công nghệ thì mình có những cái phương hướng nào hoặc là những cái cách thức xử lý nào để mình ứng dụng trong cái bất động sản khu công nghiệp hay không? Để thứ nhất là ở góc độ nhà đầu tư, người dùng họ sẽ nhìn nhận được cái vấn đề. Và xin đó là câu hỏi. Anh xin trả lời câu hỏi của Thuận, tại vì bọn anh có làm một chút ít liên quan đến bất động sản công nghiệp. Thì nhân tiện quảng cáo luôn giúp bạn Thuận đang phát triển cái hệ thống gọi là mà mình nghĩ là cũng là thực ra nó cũng là proptech, tức là công chứng trực tuyến.
thì cái dịch vụ của bên Thuận cung cấp rất là hay là gì, tức là mình có thể đặt lịch trước và gửi trước các cái tài liệu cho bên văn phòng công chứng và họ xem xét trước và họ đặt lịch mình tới, cái là ký cái giấy tờ xong là xong, có thể đi luôn, không mất thời gian chờ đợi, rất là hiệu quả. Tiếp theo để trả lời câu hỏi của Thuận thì bên chúng mình cũng có xây dựng một bộ phận, thực ra là nó mới thành lập vào năm nay thôi, để mà giải quyết các cái gọi là vụ đầu tư ở trong bất động sản công nghiệp. Thì thực ra đấy cũng là cái vấn đề mà mình cũng gặp phải, tức là cái pháp lý nó nhiều khi là thu thập cái tình trạng pháp lý nó rất là khó. Thì mình nghĩ là cái này thực ra nó phải phối hợp. Thứ nhất là các cái bất động sản công nghiệp ấy, họ nên có cái giới thiệu rất là rõ ràng khi mà họ muốn bán những cái sản phẩm ở trong cái khu công nghiệp, ví dụ như là đất này, thì họ cũng nên giới thiệu, thứ nhất là tình trạng pháp lý, thứ hai là những cái hạ tầng mà họ đã phát triển, những cái dịch vụ, kể cả cái phí của họ cũng có thể đấy. Thì đấy thực ra là cái kênh bán, và nếu mà cái kênh này tập trung lại thì cái việc nghiên cứu nó rất là dễ, thì cái này có khi là triển khai cái này rất là tiện. Cái thứ hai là về mặt các cái chuyên gia về luật, ví dụ như là bên chỗ Thuận chẳng hạn, thì cũng có thể là xây dựng những cái chỉ tiêu đánh giá, và ở đây là mình sẽ có thể là rating một cách khách quan từ bên thứ ba là điều kiện pháp lý của những cái bất động sản này, công nghiệp này nó như thế nào đó, và một có một cái cổng thông tin tập trung. Thì cái này nó cũng sẽ thực ra nó rất là có ích cho những cái nhà đầu tư cũng như là cho nền kinh tế nói chung, bởi vì khi mà đầu tư công nghiệp nó tạo ra rất là nhiều việc làm, và kể cả với chủ đầu tư là cũng sẽ thu được những khoản phí rất là cao. Thì tiếp theo là mời anh Hà sẽ bổ sung thêm ý kiến về việc này. Vâng, có lẽ là thông tin bất động sản đây là tình trạng chung, kể cả bất động sản nhà ở khu đô thị, bây giờ ngay cả các cơ quan quản lý nhà nước cũng bảo nói báo cáo với thủ tướng xem có bao nhiêu dự án còn lại, bao nhiêu đã bán được, bao nhiêu tổng vốn đầu tư ra thế nào, mỗi cơ quan một báo cáo và mỗi cơ quan một số. Cái đó thực sự là đối với Việt Nam mình thực sự là rất là khó khăn, và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì đang cố gắng xây dựng một cái hệ thống thông tin bất động sản để phục vụ cho các nhu cầu của các doanh nghiệp hội viên của mình. Tất nhiên là chính phủ thì cũng có nghị định rồi đấy, tức là các bất động sản, trong đó có bất động sản công nghiệp, thì anh phát triển bao nhiêu, hạ tầng như thế nào, anh bán được bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, hiện nay có phải có hàng năm, hàng thậm chí hàng tháng. Đấy thì nhưng mà bây giờ để bảo tập trung lại thì rất là khó, như em nói là tìm có thể vài tuần, ta lại phải sức công văn đến gửi tất cả các cái ban quản lý các khu công nghiệp của các tỉnh, xong rồi tập hợp lại xem là còn bao nhiêu. Đấy thì cái đó là một cái thực tế. Và hiện nay thì Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì cũng đang xây dựng một cái hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, trong đó có các bất động sản là nhà ở đô thị, rồi là công nghiệp, rồi là nghỉ dưỡng, để làm sao nó phải cập nhật. Và những cái người nào mà muốn đăng ký vào đó thì sẽ có một cái cơ sở dữ liệu chia theo từng các cái cấp. Đấy, có những cái cấp ví dụ như là cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ, hoặc là doanh nghiệp, người dân sẽ vào đến cấp nào thôi. Thế còn nếu mà anh muốn chuyên sâu, ví dụ như là các cái môi giới bất động sản mà muốn tìm các bất động sản để mà chào hàng thì phải trả phí, vân vân như thế. Thì rõ ràng, nhưng mà có để mà trả phí, tức là có thông tin để mà trả phí còn tốt, đúng không? Đấy, chứ còn hiện nay mà có khi trả tiền thì chẳng có thông tin. Đấy là một cái rất là bất cập trong cái thông tin thị trường bất động sản hiện nay. Và cảm ơn cái câu hỏi của em. Vâng ạ, em xin phép góp lời thêm một chút, bởi vì là bất động sản công nghiệp thì cũng đang là phần em đang làm. Thì thực ra là như này cũng không phải do là các cơ quan nhà nước đâu ạ. Đây là do là phần lớn, bởi vì tất cả các chủ đầu tư của chúng ta là phát triển các dự án lúc trước là cũng không có hệ thống hóa. Vì vậy mà cái việc mà có người kinh nghiệm và có những cái hồ sơ là được cực kỳ khó. Hiện giờ là em đang tư vấn cho một chủ đầu tư mà có một cái khu công nghiệp đâu đấy quãng độ khoảng tầm 2 khu, tầm gần 400 hectare. Thế nhưng mà bây giờ để mà nói có người để mà làm về pháp chế mà dành về khu công nghiệp là rất khó.
không có. Vì vậy hệ thống hóa là đâu đấy khi mà em động vào cái hồ sơ là không tìm được một vài hồ sơ, một vài hồ sơ còn không biết để đâu. Mà mặc dù về việc tham gia bất động sản nữa như này là phải 10 năm mới bắt đầu báo cáo một lần, còn gọi là tạm báo cáo trước thôi. Vì vậy hồ sơ để rất là khó. Thứ hai nữa là gì ạ? Là không có các cái quy trình của cái việc phát triển bất động sản đó. Vì vậy mà họ không làm được, chứ không phải họ không muốn báo. Đôi khi cũng không muốn báo thật, cũng đôi khi là cũng không có muốn báo cáo thật, nhưng tuy nhiên là phần lớn là không có đủ quy trình. Thế thì đây cũng là một ý kiến khiến cho anh Bình cũng nghĩ xem là có một cái đơn vị nào để làm cái việc đấy. Bởi vì nếu như mà là số nhỏ, là nhà nhỏ thì mới là nhiều, bấtđộngsản.com.vn sẽ lợi thế hơn anh. Thế nhưng mà nếu như mà khu công nghiệp là số lớn thì bây giờ mà làm, ví dụ như ở đây không có Savo, không biết Savo có đây không, nhưng mà Savo và CBRE làm một cái nghiên cứu thị trường nó tính bằng tiền tỷ, và cái đấy là bán được chung luôn. Ví dụ đi một tỉnh, giải một tỉnh, giải hai tỉnh là bán chung cho tất cả các ông chủ đầu tư. Đây là chia sẻ với em là như vậy. Bởi vì tất cả những công ty nước ngoài khi họ vào Việt Nam đều có resort, và họ rất quan trọng cái việc là resort. Nhưng Việt Nam mình thì tất cả profile dữ liệu lại là chuyện nhỏ, bán hàng mới là chuyện lớn. Đấy mới là vấn đề. Thì đâu đấy thì nếu như mà trong việc anh Bình nó có thể nghĩ được việc đấy, thì tôi tin là Realtek Việt Nam cũng có thể kết hợp với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, kết hợp với lại cả các anh bên công nghệ, bên Sen Group, chúng ta có thể làm ra được một cái bộ dữ liệu. Thì lúc đấy thì không cần phải Savo, lúc đấy không cần phải CBA ạ. Đội ngũ chuyên gia của Realtek Việt Nam và các chuyên gia của các công ty thành viên có thể cung cấp cho các anh các chị. Và lúc đấy các anh các chị có thể cùng kết hợp với chúng tôi để làm những cái dữ liệu như vậy để áp dụng cho tất cả những năm về sau. Đấy, xin cảm ơn chị. Xin bổ sung nhé, tại vì cái này là tôi mới qua, tại vì do cái vấn đề liên quan thông tin thì bảo người làm thông tin cũng hỏi tôi, tức là cái ngành công nghiệp bất động sản công nghiệp ấy là thứ nhất là đại gia nó làm, cũng không phải là bình thường, đại gia thì kín tiếng, cho nên là nó không bao giờ nó làm nó minh bạch cái gì cả. Thứ hai nữa là có các chủ đầu nậu để chuyên kinh doanh cái bất động sản công nghiệp này, thì tôi chơi với cái đội đấy. Cho nên là tất cả những cái khu công nghiệp nào ở Việt Nam đều biết hết, nó đều chơi với cái thằng chủ đầu tư ấy. Thế nó mới có hồ sơ. Và nó bán là các khu công nghiệp là thường là bán thông qua với thằng đầu nậu. Với thằng đầu nậu nó tiếp cận với các cái nguồn thông tin để nó bán ra nước ngoài. Thế nên các bạn mà muốn thì tôi sẽ cho các bạn contact với cái thằng chủ ấy. Thế là xong. Đỡ về gọi đi hỏi đâu còn ngoài. Việt Nam mình có hay như vậy. Đây là có đằng sau những cái cửa sau để đi làm. Về cơ bản là Realtek Việt Nam chúng tôi cũng hy vọng là ngày càng chúng ta ngày càng minh bạch. Giống như FinTech là một biện pháp để có thể chuyển đổi số cho ngành bất động sản, FinTech cũng là một cái bước đầu tiên để các chị chủ đầu tư và các anh chị công nghệ có thể phát triển trong ngành. Đó, và sau đấy là chúng ta phát triển những sản phẩm nó đúng với người dùng. Anh Tuấn Hà có rất nhiều kinh nghiệm, có rất nhiều những contact từ gọi là khác nhau. Vâng, mời anh. Vâng, cảm ơn các anh chị chuyên gia. Thì em giới thiệu em là Hà, CEO thì cũng đang phát triển cái nền tảng kết nối với nhà đầu tư, với các startup doanh nghiệp ấy. Thì cũng khoảng về FinTech cũng như là việc là đầu tư thì ra là năm 2017-18 thì cũng đang được đó kết hợp với chị Hạnh ở bên bất động sản VN để phát triển cái gọi giống như là token hay là mã hóa chứng khoán bất động sản. Đấy, nhưng mà sẽ lúc từ thời điểm đó đến bây giờ thì gặp rất nhiều các cái vướng liên quan đến là cái pháp lý, hành lang pháp lý của Việt Nam ta thì liên quan đến cái việc thì rất dễ để lạm dụng và huy động vốn hoặc là đa cấp tài chính. Thì đấy là một cái em cũng đặt những bác câu hỏi về em Nguyễn Mạnh Hà, cục trưởng nhà là trong tương lai hoặc là trong giai đoạn từ thời điểm đó đến giờ thì từ 2017 là nhà nước đã đưa ra những cái chủ trương về mặt là phát triển blockchain hay ứng dụng blockchain cho tất cả số các ngành, trong đó là bất động sản. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là liên quan đến cái việc là khi mà các đơn vị muốn mã hóa và chứng khoán hóa bất động sản ấy, thì hiện tại là cái pháp lý để đưa các cái mã giống như là bạn Ngọc chia sẻ là được minh bạch hóa thông tin, vì cái hành vi thói quen của người bất động sản Việt Nam là giấu rất kín. Thế thì bây giờ là khi mà mã hóa dưới dạng giống như là một cái sàn chứng khoán các cái dự án bất động sản
và chia sự nhỏ với lại là thậm chí là dưới 1 triệu để người dùng online có thể và mua và thanh toán cũng như là qua thẻ tín dụng. Thế thì hiện nay thì cái việc đó nó có khả thi về mặt chủ trương của nhà nước liên quan đến cái việc là pháp lý không, thì có thể là nhờ anh Bình với cả anh Hà có thể kể trong giai đoạn là nghiên cứu về cái đấy thì anh chị có thể chia sẻ hơn về cái cơ sở hành lang pháp lý cũng như là cái khả năng ứng dụng công nghệ trong cái việc đó. Alo. Thực ra ấy, thì về các khi như tôi đã nói, tức là các quy định pháp luật về vấn đề liên quan đến công nghệ tài chính ấy, thì theo tôi được biết thì hiện nay nó cũng chưa được hoàn thiện đấy, và nó những cái công nghệ các cái thông tin công nghệ nó chưa hoạt động mạnh trong cái lĩnh vực này. Do vậy mà cái mà để mà chúng ta mà triển khai các cái quy định pháp luật cho cái lĩnh vực này ấy, thì chúng tôi nghĩ là trong thời gian tới thì hiệp hội cũng sẽ có những cái nghiên cứu để mà đề xuất với nhà nước trong cái lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính cho bất động sản. Cái thứ hai là mã hóa các cái tài sản hoặc là các cái dự án ấy, thì vừa rồi thì hiệp hội bất động sản Việt Nam có được Bộ Xây dựng giao cho một cái đề tài vấn đề khai thác các cái dữ liệu về cái dữ liệu về bất động sản, thì cũng có đề xuất là mình sẽ phải mã hóa và số hóa tất cả các cái bản đồ cũng như là các cái tài sản cũng như là các cái dự án bất động sản. Thế nhưng mà phải nói là đây là một cái việc làm rất là khó vì cái số lượng rất là nhiều, mà như các bạn đã biết đấy là hiện nay chúng ta đương là trên vế cả thôi. Các số hóa bản đồ thì chúng ta có, nhưng mà đưa từ những cái lô đất nhỏ lẻ, những cái bản thân từng số nhà một đấy thì cũng rất là khó. Nhưng mà để mà đưa các cái dự án thì dễ hơn đấy, thì các dự án phát triển đô thị, những cái dự án phát triển công nghiệp thì tôi cho rằng đó là một cái việc làm rất là dễ, cái cần phải làm và có thể làm được đấy. Thế nhưng mà thực ra ấy, nó cũng phải phụ thuộc vào kinh phí nhà nước mình ấy, thì tự động đến gọi là chi phí rồi là tiền là rất là khó khăn đấy, phải nói được như thế. Và chúng tôi được đề xuất đấy là sẽ giao cho một cái đơn vị gọi là dịch vụ ngoài nhà nước, ví dụ hiệp hội hoặc là công ty tư vấn để mà xây dựng các cái cơ sở dữ liệu chung về cái này, có sự hỗ trợ của nhà nước hỗ trợ về mặt pháp lý là anh cho phép anh làm đấy, và nhà nước được quyền đi truy cập các cái số liệu đó khi mà các anh hoàn thành đấy, nhưng mà các anh được quyền kinh doanh cái này, thì chúng tôi đang đề xuất đấy, cái đó. Chứ còn bây giờ bảo là nhà nước bỏ tiền ra để mà số hóa toàn bộ các cái đó thì thực sự là một bài toán. Và tôi biết nước ngoài thì người ta cũng sẽ xã hội hóa những cái đó thôi đấy, chứ không thể nhà nước đứng ra rồi là thực hiện các cái cơ sở dữ liệu đấy mà cũng lại là xã hội hóa và lấy các cái doanh nghiệp mà thực sự làm cái dữ liệu đấy sẽ được kinh doanh và thu phí khi mà anh truy cập đến. Anh đang hỏi về chứng khoán hóa bất động sản hay là thậm chí một hình thức cao cấp hơn đó là token hóa, blockchain hóa bất động sản. Đã. Để giải thích cho đa số diễn giả ở đây là chúng ta có thể có một cái bất động sản, có một khu đất, rồi chúng ta phát hành 1 triệu coin, ông nào sở hữu 1 triệu coin sẽ được sở hữu 100% khu đất. Đấy, xong rồi 1 coin 1/1 triệu khu đất, rồi bắt đầu buôn bán ở trên thị trường vân vân, đúng không ạ? Và chúng ta có thể đặt câu hỏi là tại sao vàng, forex, rồi hàng hóa như gạo, mè, rồi ngô, khoai, sắn vẫn giao dịch trên các cái sàn giao dịch hàng hóa và chứng khoán thế giới cũng làm được, tại sao bất động sản là cũng là một tài sản lại chưa làm được. Thực ra là ý tưởng rất hay, nhìn rất hay, tôi cũng hình dung đấy, nhìn cái bức tranh nó rất là tuyệt vời và tôi nghĩ chắc chắn là sẽ xảy ra, chắc chắn là phân tích là năm 2500 hay năm 3000.
Đấy. Bởi vì túm lại là cuối cùng cái vai trò của nhà nước ở đây, khi mà nếu mà người ta có công nhận hay không, bao giờ nhà nước công nhận việc đấy, cách mạng sinh ra từ đầu súng, ông nào cầm súng, ông enforce được luật, thì việc đấy nó mới có giá trị. Tôi rất ủng hộ cái ước mơ đó. Nếu mà người là công nghệ rất ủng hộ, người là nó hiện đại, tuyệt vời, đẹp vô cùng. Nhưng mà tương lai trước mắt thì tôi nghĩ là trong vòng ít nhất trong 10 năm nữa, có lẽ là chưa xảy ra, bởi vì cái điều đấy nó sẽ làm cho thị trường về mặt bản chất là nó sẽ không còn nằm trong tay quản lý của nhà nước nữa. Nó không còn nằm trong tay nhà nước, bởi vì bạn biết rồi, sở hữu một ngôi nhà, một mảnh đất nó còn liên quan đến thể chế chính trị, đúng không? Như ở Việt Nam công là quy định là ví dụ như là đất đai của toàn dân, nhà nước giao cho ông này ông kia được quyền sử dụng, và ông này phải là người Việt Nam. Bây giờ nếu mà token hóa thế, chuyển đến một người nước ngoài, vân vân, có rất nhiều, quá nhiều thứ vấn đề mà nhà nước chưa thể quản lý được. Nên tôi nghĩ là cái ước mơ này nó vẫn còn tương đối xa vời, bởi vì đất đai nó vẫn là một loại tài sản đặc biệt, nó có tài sản khác hẳn tất cả các loại tài sản khác, như kiểu chứng khoán, công ty, rồi vàng, dầu, tất cả mọi thứ, rồi vàng, dầu ai có thể sở hữu được. Riêng đất đai nó lại là có tính giới hạn rất là cao, nên là tôi cũng ước mơ cái này có thể sử dụng được trong tương lai, không biết bao giờ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Thuyết từ công ty Netfin, cũng làm về lĩnh vực fintech. Rất cảm ơn các diễn giả hôm nay có những chia sẻ rất là thú vị và hữu ích. Thì tôi cũng xin chia sẻ thôi, cũng câu hỏi thì để sau. Thì tôi có một chút kinh nghiệm làm trong lĩnh vực fintech, và với chủ đề fintech trong bất động sản ấy, thì nó tập trung vào hai lĩnh vực là huy động vốn và đầu tư cho cá nhân. Thì cái vấn đề này ở Việt Nam, tại vì tôi làm về P2P lending từ năm 2016, nên nó vướng rất nhiều vấn đề về pháp lý như các anh chị đã chia sẻ. Và khi mà vướng về pháp lý thì chúng ta đang vận dụng luật và chúng ta lách luật, cho nên là cái việc mà làm trong cái thị trường nó rất là bé. Như anh Bình, anh có thể huy động được đến 10.000 tỷ, nhưng thực ra nó có 500 triệu đô. So với cả thị trường hiện tại năm 2019 trong cái lĩnh vực này nó là 30 tỷ đô, tức 700.000 tỷ. Cho nên là nó chưa là cái gì trong cái lĩnh vực này cả. Thế cho nên vấn đề pháp lý là cái vấn đề vô cùng quan trọng, tại vì công nghệ nó không phải giải quyết được cái câu chuyện này đó. Cái điểm thứ hai nữa là cái phần bất động sản, thì để mà ứng dụng công nghệ thì bắt buộc chúng ta phải số hóa, từ cái việc mà định giá đến pháp lý của cái khu đất đấy, đến quy hoạch, chúng ta phải có được cái số hóa đấy, thì ứng dụng công nghệ thì lôi dữ liệu ra và ra quyết định cho vay hay là giải ngân hay huy động, thì như vậy thì nó mới có thể tăng tốc được cái việc xử lý. Thì tôi cũng rất là may mắn làm được một cái dự án bên Mỹ đúng về lĩnh vực fintech trong bất động sản. Thì tôi thấy rằng là các dữ liệu từ việc pháp lý ở đây, từ cái việc là chủ đầu tư được huy động đến nhà đầu tư cũng phải có giấy phép trong việc đầu tư P2P lending. Cái thứ hai nữa là các dữ liệu họ được minh bạch hóa, có những nhà mà chúng tôi tra cứu một cái là có biết được mấy chục chủ nhà từ năm sáu mấy để cho một cái bất động sản như vậy. Thì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái fintech trong cái phần bất động sản. Thế thì tôi đến đây cũng có một cái tâm thế là cũng mong muốn, tại vì tôi làm về fintech và tôi rất là nhìn thấy thị trường rất là lớn và tiềm năng, thì tôi mong muốn được thực sự nếu mà hiệp hội bất động sản và câu lạc bộ fintech đứng ra giống như một ngọn cờ để có thể quy tụ được tất cả các cái công ty fintech, các công ty về bất động sản, các công ty về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, để chúng ta đưa ra một cái mô hình và xin chính phủ một cái sandbox, phải có quy định thì chúng ta mới làm được, mới làm lớn được. Còn nếu mà nhỏ lẻ như thế này thì cùng lắm là được như anh Bình làm đến 10.000 tỷ, tôi rất là ngưỡng mộ rồi. Nhưng nếu chúng ta hội tụ lại được thì cái 30 tỷ một năm kia thì chúng ta sẽ khai thác được. Thì đấy là câu hỏi của tôi, cũng là cái góp ý là giả sử Realtek hoặc hiệp hội bất động sản có đứng ra làm ngọn cờ để quy tập và xin chính phủ sang bóc đấy không, để chúng ta cùng nhau đi để khai thác cái thị trường này. Vâng, thực ra ấy, thì cái mục tiêu chính của cuộc cái hội thảo ngày hôm nay ấy, là để mà nêu lên cái vấn đề đó,
Thế và chúng tôi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì cũng rất là mong muốn là Vintech, câu lạc bộ bất động sản công nghệ thì sẽ tập hợp các ý kiến, rồi tập hợp các cái doanh nghiệp liên quan đến bất động sản, liên quan đến công nghệ. Đấy, và cần thiết để mà chúng ta sẽ hình thành một cái nhóm làm việc và kiến nghị với nhà nước những cái quy định của pháp luật để mà làm sao mà phát triển được cái ngành này. Đây như là tôi đã nói trong ban đầu ấy, tôi nghĩ rằng trong một vài năm tới sẽ rất là nhanh chóng. Đấy, thì các cái tài chính công nghệ rồi là PropTech rồi là các thứ nó sẽ phát triển rất mạnh mẽ ở Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh. Và đây thì mong là tôi trong câu lạc bộ Vintech thì có chị Hòa là giám đốc trung tâm Vincoreal của hiệp hội ấy, là tham gia là đồng chủ tịch. Đấy, và chúng tôi sẽ giao nhiệm vụ cho chị Hòa với trung tâm sẽ phối hợp cùng với cả câu lạc bộ đây sẽ tập hợp một cái nhóm làm việc để mà chúng ta có một cái việc thực sự bắt tay vào cái triển khai công việc này. Và cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ với các anh chị ở phía dưới ạ, là chúng tôi cũng đang tập hợp rất nhiều ạ. Ví dụ như đây là anh Bình là cũng có trao đổi, anh ơi xin phép anh là mời anh tham gia vào là ban cố vấn của mảng công nghệ trong câu lạc bộ. Anh Hưng cũng vậy, và các anh chủ đầu tư là cũng đang đi dần dần, bởi vì là Realtek Việt Nam cũng rất là mới. Cũng có ở phía dưới là có cả bên khoa phát triển đô thị, khoa phát triển bất động sản và đô thị, có các anh ở tại trường khoa địa lý của chỗ Bắc Hùng ấy, là cũng có các anh các chị ở đây. Thế rồi đến là cũng sẽ có các anh chị ở bên pháp luật, bên sở tư pháp cũng mong muốn là có các anh chị bên công chứng ở đây, rồi các anh chị bên công nghệ đó, chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau. Và tôi cũng hay trao đổi với các chị là các anh công nghệ mỗi anh một phần mềm, đến bao giờ thì mấy người dùng mới có thể quen được, mỗi người một phần mềm, thế là chúng ta cứ cạnh tranh nhau bằng cái việc là giảm giá rồi các chương trình trong đấy. Rồi bây giờ mấy anh ngồi bắt tay với nhau, chúng ta có một cái gì đấy thật là lớn, và không nhất thiết cần phải Singapore đến đây, không nhất thiết cần phải Hồng Kông đến đây, bởi vì bản chất việc là công nghệ tại Việt Nam là cũng là một trong những top nước là phát triển rất nhanh. Bản thân Việt Nam chỉ trong 3 năm thưa các anh chị ạ, là vươn lên từ chỉ có 0,4% đầu tư trong tỷ lệ toàn bộ tất cả các cái nguồn vốn fintech vào Đông Nam Á, đến thời điểm hiện giờ đang đứng thứ 2 chỉ sau Singapore, và đang có 36%. Vì vậy mà tiềm năng nó rất là lớn ạ. Nhưng mà để mà chúng ta làm được và không bị rơi vào tay của các đơn vị nước ngoài ạ, thì rất là mong là các anh chị bắt tay với nhau ạ. Đất Xanh Việt Bắc bắt tay với lại cả Sen Group đi ạ, đúng không ạ? Rồi là bắt tay với lại cả bên Vinalink và bên chỗ anh Nick ấy, là tất cả chúng ta đều có thể ra được một cái chương trình lớn. Và lúc đấy khi chúng ta đi với chủ đầu tư phải lắng nghe được ạ. Chứ còn nếu như các anh chị mà là các công ty công nghệ không mà đến nói chuyện với chủ đầu tư thì tôi nói thật là cũng hơi khó, bởi vì cái mindset nó khác nhau. Các bác chủ đầu tư phần lớn đều 6x, 7x em mình ạ. Nên ra là nhiều khi là công nghệ, nhắc đến công nghệ thì không biết mà, là không muốn nghe. Thôi chuyển cho một người khác thì người đấy không phải người có quyền quyết. Vậy xong rồi nhiều việc anh Hà đúng không ạ? Thế thành ra là cứ bị trôi đi. Và đặc biệt là vì lý do mà bất động sản chúng tôi vẫn đang bán được hàng rất tốt ạ. Đấy là một lý do chính, chúng tôi vẫn đang bán được hàng rất tốt. Vì vậy mà có công nghệ bây giờ phải là cho chúng tôi ít tiền thôi, giải quyết vấn đề cho chúng tôi bán được nhiều hàng hơn chẳng hạn, hoặc là chúng tôi giảm thiểu được cái tiền chi phí chẳng hạn thì mới được. Chứ còn nếu bây giờ mà lại tăng thêm tiền lên là câu chuyện đấy là sẽ giảm ngay lập tức. Thì đó là cái vấn đề chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau, sẽ cùng ngồi trên một cái bàn tròn để chúng ta cùng chia sẻ với nhau và có sự hỗ trợ vô cùng to lớn từ phía Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Vâng, và xin cảm ơn tất cả các anh các chị đã quan tâm đến buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các diễn giả đã có mặt, đã đóng góp những kiến thức thực sự là vô cùng là quý báu. Và ngày hôm nay thì xin phép được mời chị Hòa và anh Tuấn Hà xin được tặng bó hoa tặng cho diễn giả. Cảm ơn tất cả các diễn giả. Và xin mời anh chị, xin cảm ơn các anh chị, và xin mời các anh chị trong ban điều hành lên chụp cùng với lại các anh chị diễn giả một kiểu ảnh. Và cũng xin mời các anh chị khán giả ở lại một chút, chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau chụp cùng với nhau một cái kiểu ảnh, để mỗi một chương trình chúng tôi nhìn thấy, khi chúng tôi nhìn lại thì chúng tôi được biết là
có rất nhiều người đang quan tâm đến những vấn đề chúng tôi đang chăn trở. Đấy là một điều vô cùng quý báu đối với lại người tổ chức chương trình, những người tổ chức chương trình như chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị và mời các anh chị nán lại một chút ạ.